hắn cần hấp thu càng nhiều vũ hoàng ban cho lực lượng. Chỉ có thay đổi mạnh hơn, mới có thể hoàn thành vũ hoàng cổ đế hoành đồ sự nghiệp. Ngươi là ai, lại dám gan lớn như vậy, ở địa tâm vực địa giới sử dụng cái này cùng rút ra lấy địa mạch âm chiêu. Hoàng kim sư tử dẫn đầu mở miệng trước hỏi, tiếng gào như sấm, mà vậy phách đao tôn giả cùng thiên long chân nhân, chính là phân biệt đứng ở hai bên. Địa tâm vực chỗ sâu ẩn núp mấy trăm ngàn năm ba tên cường giả, lúc này liên thủ, đây chính là không thể gặp nhiều tình cảnh. Hồng Thiên Kinh bỏ mặc không hỏi, căn bản không có nhìn thẳng cái này mấy người một mắt. Hoàng kim sư tử thấy vậy thốt nhiên giận dữ. Nó năm đó thân làm cho này địa tâm vực nắm giữ một trong, lại bị một cái người ngoại lai không thấy. Ở địa tâm vực còn như vậy phách lối, ta xem ngươi là chán sống. Thật lấy là chúng ta một mực bế quan không ra đời, là sợ ngươi sao? Hoàng kim huyết mạch uy áp làm người ta trong lòng run lên, toàn thân tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, ngọn núi này trên ngồi xếp bằng người thật sự là phách lối, lại liền nó cũng dám coi thường. Bất quá Hồng Thiên Kinh như cũ mắt thấy phía trước, căn bản cũng chưa có phản ứng hoàng kim sư tử dự định. Hai người khác, hắn lại là liền nhìn cũng không từng nhìn lần trước hạ. Hoàng kim sư tử đang muốn đại phát lôi đình, vậy thiên trụ sơn chung quanh Hồng Thiên Kinh bên người mấy tên hắc phụ tộc tộc nhân bay lên không, làm người sợ hãi hắc phụ tràn ngập ra. Ngươi là thứ gì, lại dám nhà chúng ta đại nhân kêu la om sòm, như vậy ngang ngược. Vậy hắc phụ trong đó, có một mắt mâu như ưng chuẩn vậy sắc bén hắc phụ tộc nhân quả quyết hét lớn, cả người hắc quang lưu chuyển, mà hơi thở cũng là vô cùng cường đại. Hơi thở này đến từ thái thượng thế giới. Cái này mắt ưng chiến sĩ toát ra hơi thở, lại không kém gì hoàng kim sư tử. Người phía dưới rối rít làm bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, bọn họ trước đây chính là Hồng Thiên Kinh bộ hạ, gặp qua gió to sóng lớn, lại sao sẽ bị hạ giới mấy cái sinh linh nơi uy hiếp. Các ngươi có gì tư cách đối bổn vương kêu la om sòm? Hoàng kim sư tử ánh mắt biến, không giận tự uy, nó cả người từng cây một lông màu vàng thụ thẳng ngất trời, hừng hực kim quang chiếu sáng thiên địa, giống như thần chi. Một đầu thú cưỡi mà thôi, ở thái thượng thế giới, ngươi liền tiến vào thần tộc cung điện tư cách cũng không có, vậy ở nơi này con kiến hôi tụ tập hạ giới, chống đỡ mặt mũi mà thôi. Ngoài ra một tên hắc phú chiến sĩ trẻ tuổi khí thịnh, không khỏi ngạo nghễ nói. Hắn lời ấy có thể chọc giận phía dưới xem cuộc chiến địa tâm vực đám người. Vàng kim sư vương, giết cái này phách lối người. Đúng, cầm hắn băm thành thịt nát, để cho hắn kiến thức một tí phách đao tôn giả uy lực. Phía dưới cường giả rối rít hô to, tiếng kia sóng này thay nhau vang lên, cũng mau đem cả tòa thiên trụ sơn chìm ngập. Phách đao tôn giả cùng thiên long chân nhân dẫn đầu xuất thủ. Lấp biển ma đao. Song đao nơi tay. Phách đao tôn giả tất nhiên vô địch, nồng nặc ánh đao hóa thành từng đạo kiên cố thất luyện, cuồn cuộn không ngừng, kêu mưa gọi gió, lại đưa tới tầng mây chỗ sâu lôi quang. Thiên nguyên thuật, mà thiên long chân nhân vậy chính xác theo sát phía sau, rời hình dậm chân, cát bay đá chạy, mấy tờ lóe lên minh tia sáng màu vàng phù lục, cực nhanh đi tới thương khung dưới, khuấy động ngập trời sóng thần. Hai người này đều là năm đó một khối cường giả, bộc phát ra uy thế đều là ngút trời năng lượng. Cố nhiên nhiều năm như vậy không có tham dự chiến đấu, thậm chí không biết những năm này ngoại giới chuyện gì xảy ra, nhưng tu vi và nội tình, đều là không thua bất kỳ trăm giả cảnh cường giả. Tên kia mỏ đại bàng chiến sĩ ra tay để gặp, vô số mây cuốn hóa thành màu đen sương mù dày đặc, phủ đầy phù văn thần bí. Giống như là một vì sao rơi cực nhanh rơi xuống, đem cái này chân trời ban ngày ánh sáng hoàn toàn chôn. Cái này ẩn chứa trong đó nồng nặc đại lộ quy tắc. Hơn nữa có trời long đất lở cảnh tượng xuất hiện, quỷ khóc ma kêu, vậy mây đen bên trong, ra đời vô số quái dị đầu người. Bọn họ quơ, gào thét, tại mờ mịt chân trời mắt nhìn xuống đám người, giống như là địa ngục tới quân đoàn ác ma. Vậy vô cùng sợ hãi tiếng gầm gừ bên tai không dứt, để cho rất nhiều người cũng không chịu nổi, bịt kín lỗ tai, trong ngón tay rịn ra máu tươi. Phách đao tôn giả cùng thiên long chân nhân nơi ngưng kết ra công kích. Bị cái này ngập trời ma vân cho đánh được nghiền. Hai người tuyệt đối không thể tưởng đến, cái này dưới chân núi một tên hộ vệ, lại có thực lực cường đại như vậy. Bọn họ đều bị chút tổn thương, buộc lòng phải lui về phía sau đi, mà vậy mắt ưng chiến sĩ chính là ngạo nghễ đứng ở giữa trời đất, giống như một tôn nguy nga chiến thần. Hắn có thể là tới từ thái thượng thế giới, hơn nữa cửu đỉnh quy tắc,
để cho hắn hết khả năng giảm bớt địa tâm vực quy tắc hạn chế, thậm chí còn có vũ hoàng tín ngưỡng lực bảo vệ, rất nhiều võ đạo thi triển có thể so thái thượng thế giới mạnh hơn mấy phần. Há lại biết sợ địa tâm vực một ít tồn tại. Lần này, vũ hoàng cổ đế quyết tâm cực kỳ mạnh. Để cho bổn vương tới. Hoàng kim sư tử đi về trước bạo sông lên, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Sáng chói cực kỳ đại lộ cùng trong hư không diễn hóa, chung quanh không gian cũng không chịu nổi như vậy uy áp, tắc tắc sụp đổ, thương khung nứt ra khẽ hở thật lớn, mà lòng đất cũng theo đó mất vào tay giặc. Ai nếu như tiến lên đón một chiêu này, sợ rằng sẽ bị hoàng kim sư tử nơi diễn hóa đại lộ, cho vỡ được nghiền. Có hai người thái thượng thế giới hắc vũ tộc chiến sĩ thần sắc đổi một cái. Tên kia mắt ưng chiến sĩ là thống lĩnh hộ vệ, cho dù kiến thức rộng như hắn, vậy sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Nếu như đổi thành trước kia, hắn mang giữa trường, là được đem cái này hoàng kim sư tử chấn giết. Có thể lúc này không giống ngày xưa, vô số năm trước, Hồng Thiên Kinh bị thái thượng thiên nữ chấn áp, liên quan bọn họ những thứ này hồng gia thân vệ khí vận cũng bị ảnh hưởng, hiện tại chính là hồi phục lúc. Nếu không lại sao sẽ bị nho nhỏ này hạ giới sinh linh cho cuốn lấy. Mắt ưng chiến sĩ đang dự định tập hợp bên người hai người lực, chung nhau xây dựng trận pháp, đem hoàng kim sư tử một chiêu này cho cản lại. Mà sau lưng nhưng vọt tới một hồi lực lượng, tập trung vào bên trong cơ thể, nhất thời làm hắn làm chấn động một cái. Đi giết chết, nó máu có thể giúp ta khôi phục chút tu vi. Bên tai truyền tới, chính là Hồng Thiên Kinh thanh âm. Mắt ưng chiến sĩ đại hỉ, Hồng Thiên Kinh cho hắn rót vào lực lượng, tới từ thái thượng thế giới. Ngậm vô cùng đại lộ quy tắc lực. So với tới từ hạ giới, linh lực trình độ thâm hậu không biết cao nhiều ít, hơn nữa có trên bản chất khác biệt. Phải biết, từ Hồng Thiên Kinh thoát khốn sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế có thể là cho Hồng Thiên Kinh rất nhiều thần vật và lá bài tẩy à. Cái này một đỉnh, ở Vũ Hoàng Cổ Đế trong mắt, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Mắt ưng chiến sĩ thực lực ngay tức thì đổi cường đại trăm lần, hắn một bước đi về trước bước ra. Cả thân khí thế không ngừng leo lên, vậy trên bầu trời hội tụ mọi thứ khô lâu cùng ác quỷ ma vân vậy hạ xuống đến hắn bên người, nguyên cái thiên địa làm nổ ầm. Hắn vung ra một quyền, lấy điểm dẫn mặt, vô số hắc khí ùng ùng ngược dòng thẳng lên, đem vậy hừng hực kim tia sáng màu vàng toàn bộ nuốt mất. Hoàng kim sư tử thần sắc hoảng sợ, hắn thần thông bảo thuật, từ ra đời tới nay liền không chỗ nào bất lợi, không biết đánh bại nhiều ít đối thủ mạnh mẽ. Có thể hôm nay lại bị cái này hàm chứa thái thượng lực lượng ma quyền cho đập nát bấy, mà chính nó vậy gặp nặng nề nhất kích, toàn bộ thân thể rút nhỏ một vòng lớn, từ giữa không trung không có sức rơi xuống. Hắn vậy cường thịnh thân thể, đã đổi được mình đầy thương tích, bị ác ma phệ cắn cạn sạch, thậm chí lộ ra dày đặc xương trắng. Lúc này, địa tâm vực người trên không một không phải là chấn động. Vậy ngồi trên thiên trụ sơn lên người đàn ông còn không ra tay. Hắn thuộc hạ cũng đã đánh lui địa tâm vực bên trong, thực lực tuyệt đỉnh hoàng kim sư tử. Như vậy vô cùng sức chiến đấu, căn bản cũng không giống như là những vực khác cường giả có thể đánh tới. Chỉ có thể là tới từ thái thượng thế giới. Vô luận là hoàng kim sư tử, vẫn là phách đao tôn giả cùng thiên long chân nhân, cũng phát hiện một điểm này, thần sắc của bọn họ cũng đổi được vô cùng làm khó xem, thậm chí có chút hối hận. Lúc này... bọn họ nhìn về phía Hồng Thiên Kinh ánh mắt cũng không giống nhau, giống như là nhìn chằm chằm một cái quái vật. Hồng Thiên Kinh dửng dưng như thường, cả người trên dưới khí vương giả nghiêm nghị. Hắn đưa cho lực lượng, đến từ Vũ Hoàng Cổ Đế, hàm chứa vô cùng là nồng nặc thái thượng uy áp, vô hình tới giữa liền cho mảnh thiên địa này tạo thành mãnh liệt chấn nhiếp cảm. Hừ, ta vạn khư thần điện uy nghiêm, há là các ngươi con kiến hôi có thể khiêu khích. Hồng Thiên Kinh giọng khinh thường. Vô cùng là ổn định. Nghe tới vạn khư thần điện mấy chữ này, tất cả mọi người sắc mặt một lần nữa biến hóa. Mà lần này, nhưng là triệt triệt để kiêng kỵ cùng sợ. Vậy mắt ưng chiến sĩ vậy tựa hồ là lấy được Hồng Thiên Kinh ánh mắt tỏ ý, hắn nhanh cười một tiếng, ngập trời mây đen lần nữa hóa thành một đạo sắc bén hắc mang, chạy về phía vậy hoàng kim sư tử. Người sau vốn là bị trọng thương, bây giờ bị vô tận hư không phong tỏa, vậy không có thể một đời tôn dung. Lại hiếm thấy toát ra vẻ sợ hãi. Không, không nên giết ta, hoàng kim sư tử liều mạng vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì, chỉ có chờ đợi tử thần hạ xuống. Mắt ưng chiến sĩ có thể sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội, vậy ma vân nhanh mạnh hết sức, chợt cắt xuống.
Hoàng kim sư tử sắp ở nơi này chờ chảm phá thiên địa khí thế trước mặt, nứt ra là hai nửa. Hạng thê thảm. Bất quá nhưng vào lúc này, hư không nứt ra một cái khe hở, một bàn tay từ trong đưa ra tới, đem hoàng kim sư tử kéo nhập trong đó, tránh thoát cái này hủy diệt nhất kích. Hư không gợn sóng tiêu tán không gặp, chỉ để lại nhàn nhạt thủy văn, kim quang rực rỡ, ở một chỗ khác tràn lan. Cách thiên trụ sơn trăm dặm xa một nơi đỉnh núi, một cái áo bào đen bóng người đạp không ra, cùng rơi xuống còn có một đầu hơi thở uể oải hoàng kim sư tử. Ngươi là... Hoàng kim sư tử nhìn Diệp Thần hai mắt, thần sắc hơi có vẻ mờ mịt. Các ngươi trước hết để cho mở đi, những người này tu luyện nhưng mà vô thượng thiên đạo, đến từ thái thượng thế giới, bằng vào các ngươi võ đạo lực lượng, sợ rằng còn không cách nào đối kháng. Lưu lại một câu nói này, Diệp Thần phiêu nhiên nhi khởi, hóa thành một đạo lưu quang, ngay tức thì vượt qua trăm dặm chi địa, như đạp tinh hà thiên cảnh, hành tung hay không thể nói. Hắn ở Bắc Mãng tổ địa lĩnh ngộ bàn nhược cây bồ đề chút ảo diệu, cái này thần thụ, cũng không biết là cựu Nhật chi chủ từ chỗ nào được, lại sảm tạp siêu cổ xa xưa hơi thở, cùng hắn vậy trong cơ thể kinh Phật phong bi, có hiệu quả hay như nhau. Hai người cùng là Phật gia thần vật, đồng căn đồng nguyên, có bộ phận chỗ tương thông, vậy chẳng có gì lạ. Mượn như vậy như bồ đề, hắn đối với Phật đạo lĩnh ngộ lại sâu hơn một phần, toàn thân tinh thần cảnh giới lần nữa tinh tiến không thiếu. Thoáng qua tới giữa, rất nhiều khách xem không biết nguyên do như vậy, liền thấy một đạo thân ảnh tránh trở về, một cái gào thét trường kiếm mang theo trời long đất lở vô tận khí thế, chém về phía vậy mấy tên hắc vũ nhất tộc chiến sĩ. Long uyên thiên kiếm, màu máu thương khung. Màu máu ánh sáng, chói mắt bắn ra bốn phía, như treo ở giữa không trung hoàng hôn mặt trời lặn, cuồn cuộn tới, không sợ hãi, dường như muốn mang đi cái này thế gian cuối cùng một phiến bình minh. Đây là phù hợp thiên địa, thậm chí vượt qua vũ trụ quy tắc kinh thiên một kiếm, nói riêng về trên mặt nổi sức chiến đấu, không cách nào tương đương hoàng kim sư tử dẫn thức. Nhưng lại thắng ở kiếm ý vô cùng, cuồn cuộn như sông lớn, nguy nga như núi cao, một kiếm xuống, đủ đã văng tung tóe toàn bộ thương khung. Đầy trời huyết tinh khí tức, làm vô số người làm kinh ngạc sợ hãi. Mắt ưng chiến sĩ cảm nhận được một kiếm này cùng trước kia không cùng, không thể lại lấy mới vừa chiêu thức đối phó. Hắn cắn răng, sau lưng màu đen vũ rực thông suốt mở ra, bạo tăng tới trăm mét lớn, như thủy thiên rực, trùng điệp không ngừng, cùng huyết sắc kia sông dài địa vị ngang nhau. Bất quá đối với này, Diệp Thần ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, thẳng đến vậy thành hình màu máu sông dài treo ngược giữa không trung, hắn mới đưa Long Uyên Thiên Kiếm hoành chém ra. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Thực lực lần nữa tăng cường sau đó. Diệp Thần đối với kiếm pháp trong nháy mắt tới giữa nắm trong tay, càng tuyệt diệu tuyệt luân. Mà lần này, kiếm thế đột nhiên biến hóa, vậy giống như một cái cự long, quanh co màu máu sông dài, tấp tấp nổ lên, vô cùng chói mắt kim ánh nắng mang, từ trong thả ra, đó là một vòng lửa cháy mạnh cuồn cuộn thái dương. Trong đó có vô số ngôi sao cùng sao rơi, như thủy triều lên xuống, xoay tròn chu thiên. Ánh sáng mặt trời, đỉnh cấp làm chứng. Vô số người cảm nhận được liền cái này một mộ đạo quy tắc nghiền ép, trực tiếp đem hoành trải sắp hàng, chiếm hơn nửa cái trời tế, nhìn như không gì phá nổi, bền chắc không thể gãy hắc vũ tường cho vỡ thành mảnh vỡ. Hắc mang phiến phiến vỡ thành vô số khối, đồng thời mở tung, còn có tên kia trực diện mộ đạo thiên mệnh mắt ưng chiến sĩ, hắn thân thể hoàn toàn làm tan rã, liền hồn phách vậy mất đi thành trần, thậm chí luôn miệng âm cũng không từng tới kịp phát ra ngoài, liền một mạng hô hào. Cho dù hắn võ đạo thực lực cường đại, lại là lấy được thái thượng thế giới lực lượng gia trì, thế nhưng cũng chỉ là nhất là tàn lần tồn tại, căn bản không có lĩnh ngộ nửa điểm võ đạo trình độ cao nhất, và đao hạch tâm cùng thiên đạo quy tắc. Diệp Thần có võ tổ đạo tâm, lăng tiêu võ ý, lại dòm ngó gặp không không, nắm giữ siêu cổ một ít cơ duyên, vậy thái thượng thế giới lực áp chế, đối hắn không có bất kỳ dùng. Cảnh giới chênh lệch, có thể điền vào, mà tinh thần lực cảnh giới kém. Căn bản không cách nào đền bù. Nếu mắt ưng chiến sĩ, lợi dụng thái thượng thế giới quy tắc lực lượng, đem hoàng kim sư tử đánh bại, vậy Diệp Thần liền dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân. Hắn luân hồi chi đạo, thế gian cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được. Cái gọi là trả lễ lại, chính là hoa hạ văn minh cổ xưa từ ngữ. Mắt ưng chiến sĩ hóa là mảnh vỡ, quanh người hắn hai cái hắc vũ tộc nhân thấy vậy tránh nhanh hơn, có thể vẫn được tổn thương nặng. Thần sắc đổi được vô cùng là uể oải.
mây đen tiêu tán, Diệp Thần lúc này mới có thể thấy rõ ràng, hậu phương đỉnh núi rốt cuộc biến thành hạng hình dáng. Núi cao từ đất bằng phẳng, nhô lên, vừa nhìn vô tận, thẳng sông lên trời cao, lại cả ngọn núi thể đổi được trong suốt, thông triệt, từ ngoài nhìn vào, liền có thể thấy ngàn vạn trượng đỉnh núi toàn thể, có màu đỏ thẫm nham thạch nóng chảy dòng nước chảy vượt quá, giống như vậy ly hỏa vực sâu địa ngục ma diễm. Diệp Thần thấy vậy, ánh mắt híp lại. Chỗ tòa này bị làm đồ đựng tái thể đỉnh núi, đã hoàn toàn bị cửu đỉnh đại trận đồng hóa, trở thành hắn nối liền hạ giới trọng yếu lối đi. Vậy mây đen tràn ngập bầu trời chỗ sâu, có bàng bạc to lớn nhà cửa chậm rãi hiện lên, chính là đỉnh trạng. Không lâu sau nữa, sợ rằng vậy chân chính cửu đỉnh là có thể hoàn toàn thành công, hồng thiên kinh tòa kia đỉnh lò luyện rơi xuống đất mà thành, dĩ nhiên là muốn mở ra thái thượng thế giới cùng chư thiên vạn giới tới giữa lối đi, dùng vũ hoàng cổ đế có cơ hội hạ xuống nơi đây. Đỉnh núi, toàn bộ cửu đỉnh đại trận hạch tâm chính là hồng thiên kinh. Hắn yên tĩnh ngồi xếp bằng, diễn cảm không buồn không vui. Chỉ bất quá khi nhìn thấy Diệp Thần lúc đó, không nhịn được lộ vẻ được có chút nóng nảy cùng tức giận. Không có biện pháp, hắn ở Diệp Thần trên tay ăn rồi biệt, cho nên nhớ phá lệ rõ ràng. Ha ha, ta còn lấy vì ngươi không tới chứ. Hồng Thiên Kinh trơ cháo không cười, nhìn Diệp Thần nói. Màu vàng kim thái dương chi diễm ở Diệp Thần sau lưng, từ từ tách thả ra, giống như cái này thời gian nhất là thánh khiết thần minh. Ta tới, vậy ngươi liền có thể đi. Diệp Thần bình tĩnh nói. Hồng Thiên Kinh giống như là nghe được thế gian tốt nhất nghe bất quá cười nhạo. Cười như điên hai tiếng, Hồng Thiên Kinh thanh âm hơi ngừng, cùng lúc đó, bên tai vang lên trận văn thanh âm tan vỡ. Cúi đầu vừa thấy, vậy trôi lơ lửng ở đỉnh núi ngọn lửa, đổi được sao động bất an, hơn nữa ánh nến lúc sáng lúc tối, tựa như một khắc sau thì phải tắt. Hồng Thiên Kinh con người có chút động lại. Cửu đỉnh đại trận này loại hiện tượng, liền biểu thị tên kia khí vận lại đổi được cường thịnh một phần. Luân hồi chi chủ, người mang tuyệt đối thiên địa đại vận. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá vậy thì thế nào đâu? Hồng Thiên Kinh ánh mắt âm trầm vào nước, khóe miệng có cười tàn nhẫn ý hiện lên. Luân hồi chi chủ, lần trước ở đó đáy biển để cho ngươi chạy, hôm nay ngươi coi như không như vậy dễ dàng chạy trốn. Hồng Thiên Kinh vừa dứt lời, hắn tỏa xuống núi đỉnh bỗng nhiên lúc này ùng ùng vang lớn không ngừng, vô số nham thạch nóng chảy thần hỏa biến ảo thành điều điều đường vân, sát khí ngất trời. Cửu đỉnh đại trận. Hồng đỉnh trận. Hồng Thiên Kinh lấy được Vũ Hoàng Cổ Đế nơi ban cho lực lượng, đem chôn giấu ở cái này chính giữa trận pháp, chui luyện thành cùng ngọn lửa đại lộ dung hợp cao nhất mộ đạo. Lửa cháy mạnh dung nham, thiêu đốt có thể không chỉ là thiên địa, còn có vậy vô tận vũ trụ không gian. Đây là cửu đỉnh ở giữa một đỉnh, cũng là hắn Hồng Thiên Kinh đỉnh. Phía dưới, tất cả mọi người đều bị cái này đáng sợ hơi thở chấn nhiếp đến. Hàng ngàn hàng vạn địa tâm vực cường giả lui về phía sau thoát đi, e sợ cho tránh không kịp. Dẫu sao vậy cửu đỉnh đại trận mang đến cảm giác bị áp bách, xa không tầm thường thần thông pháp bảo có thể so với. Đạo đạo thần uy, rủ xuống tinh không đỉnh, treo ở mênh mông đạo biển, vạn cổ bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Luân hồi chi chủ, cái này cửu đỉnh đại trận chính là vì ngươi chuẩn bị, liền xem ngươi có tiếp hay không được liền. Hồng Thiên Kinh giọng âm u, mở miệng nói. Cái này cửu đỉnh đại trận đặt chân tại ở giữa thiên địa, lại có thể diễn hóa ra thiên kiếp tới. Vô số mây đen ở trong bầu trời hội tụ, dung nham bộc phát ra, cho dù là vậy treo tại trời cao sán tinh vậy ảm đạm thất sắc. Vô số mây kiếp ùng ùng thay nhau cút qua, hội tụ thành một phiến sền sệt màu đen đại dương, ở đó viễn không trong đó, có sấm sét màu tím thoáng qua, giống như cự thú hạ xuống, thao trời không tuyệt, cực kỳ kinh khủng. Tất cả mọi người làm thẫn thờ. Lớn như vậy đạo cùng quy tắc vây quanh cửu đỉnh trận, bọn họ lại còn suy nghĩ đối hắn ra tay, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đến từ thái thượng thế giới lực lượng như vậy thần uy, há là người có thể chống lại. Bất quá Diệp Thần đối mặt này cùng thế công, lại không có lựa chọn lùi bước, hắn như cũ không sợ. Cái này một đỉnh, là đỉnh trước sinh ra. Bất kể như thế nào, hắn phải đối kháng. Nếu không địa tâm vực sẽ hủy diệt. Thậm chí Vũ Hoàng Cổ Đế kế hoạch sẽ được như ý. Một khi được như ý, nói không chừng, bàn cờ này, luân hồi bố trí, liền hoàn toàn thua. Hắn phải chiến đấu. Không sợ hết thảy chiến đấu. Nếu là thái thượng thế giới thiên kiếp, vậy chỉ dùng tướng đồng đẳng cấp thần thông đi đối phó. Đấu tự quyết,
tám bộ phù đồ khí. Diệp Thần bỗng nhiên thúc giục trong cơ thể pháp quyết, giữa không trung bộc phát ra vô cùng đấu khí, hắn thân thể ngang nhiên đứng, giống như là một tôn thời kỳ viễn cổ cự nhân, sau lưng hiển hiện ra chậm rãi xoay tròn kinh Phật quang luân. Mà vậy Phật quang tầng tầng chồng lên, bạo xông lên như sấm, ngưng tụ thành một tòa có chừng vạn trượng cao phù đồ thần tháp. Bất quá cái này thần tháp bên trên, nhưng là hung quang vần quanh, sát khí nghiêm nghị. Cái này tám bộ phù đồ khí, trộn đấu tự quyết đấu khí lực lượng, ngay hoảng hốt, giống như vậy chư thiên chí tôn đấu chiến thắng Phật hạ xuống nơi đây, mà sau lưng hắn, có vô số chứng đạo thành quả kim cương la hán ngâm tụng kinh văn, Phật quang hội tụ, tình cảnh vị là nguy nga. Sáng chói chói mắt vô địch uy thế, để cho địa tâm vực cường giả cảm thấy, mình cũng không nên tới xem náo nhiệt. Vậy cuồn cuộn ma vân, ở một kích này dưới bị Phật quang hóa điệu, nhất thời hòa tan hơn phân nửa. Bành! Bành! Phù đồ thần tháp không ngừng nghiền ép, Diệp Thần bước chân vậy đi theo đi về trước đạp phân nửa. Cách đó không xa Hoàng Kim Sư Tử không có đi, ngược lại tắm liền phù đồ thần tháp sáng bóng, thực lực nhanh chóng phục hồi như cũ, cái này làm cho nó vừa mừng vừa sợ. Hành động này từ mặt bên hiển hiện ra, Diệp Thần đối với võ đạo quy tắc nắm giữ, đạt tới hạng tuyệt diệu tuyệt luân tình cảnh. Đang khống chế phù đồ thần tháp đồng thời, Diệp Thần còn chế trụ hắn lệ khí, đem tất cả thần tháp oai cũng hội tụ đến trước đoan bộ phút, một lần hành động xông phá vậy cửu đỉnh đại trận mây đen. Hồng Thiên Kinh thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, hắn bản thân thực lực cũng không có khôi phục lại hoàn toàn phần thắng cảnh giới, tạm thời chỉ có thể lợi dụng cửu đỉnh đại trận đối kháng Diệp Thần. Mà giữ này khuynh hướng tới xem, cái này cửu đỉnh đại trận, tựa hồ không cách nào chế trụ Diệp Thần thần mang. Luân hồi chi chủ, chớ có lấy là nắm giữ mấy thứ 33 thiên thái thượng thần thông, liền có thể ở vạn khư thần điện trước mặt phách lối. Hồng Thiên Kinh thanh âm tựa như thiên uy thần lôi, vang khắp khắp nơi, bát hoang là chấn động. Diệp Thần nói cái gì vậy chưa nói, hắn đi tới vậy phù đồ thần tháp cùng mây đen chỗ giáp giới, rút ra Long Uyên Thiên Kiếm, màu máu sát khí không thể địch nổi. Một đạo tiếng rồng ngâm bất ngờ vang lên, đánh nát thương khung. Hắn không muốn cùng Hồng Thiên Kinh nói quá nhiều nói nhảm, chỉ nguyện tốc chiến tốc thắng. Nhưng Hồng Thiên Kinh từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi gấm, giải khai sau đó, thần bí u quang rót vào hắn dưới người cửu đỉnh trong đại trận. Vạn khư lực, hư không chiếm đoạt. Đạo này lực lượng pháp bảo không có ở đây viễn cổ thần khí nhóm, nhưng uy lực tuyệt không kém gì chúng. Bởi vì đây là do vạn khư lão tổ lấy ra quy tắc đạo uẩn lực, đến từ thái thượng thế giới, lại dính đầy vạn khư lực lượng. Vũ Hoàng Cổ Đế, chính là đứng ở nơi này thế gian tột cùng nhất người. Chỉ có một mình hắn lấy được vô lượng cảnh hậu kỳ, thậm chí nói đến gần đỉnh cấp. Còn lại 10 đại thiên quân lão tổ, thậm chí bao gồm ma tổ vô thiên đều là ở vô lượng cảnh trung kỳ chừng quanh quần, còn chưa từng tu luyện tới thành thục vĩnh hằng bất hủ. Vô lượng cảnh đỉnh cấp, từ trình độ nào đó mà nói, chính là tiếp cận với trong truyền thuyết hư không mở ảo không không cảnh giới. Không không lúc nào không, cho dù là lộ ra một chút nhỏ xíu lực lượng, cũng có thể để cho tinh không chấn động, vũ trụ sôi trào. Tương lai đến lúc đời sau, sợ rằng Vũ Hoàng Cổ Đế nơi sáng tạo ra quy tắc lực, sẽ trở thành là cùng bàn cổ, phục hy, hồng mông, võ tổ đám người cũng hàng thiên địa căn nguyên. Nguyên cái thiên địa cũng làm sinh ra vô cùng là kỳ diệu dị biến. Phảng phất là có vô tận hắc ám hạ xuống, lộ ra không thể hóa giải đậm đặc ám quang, ở đó bên trong, có một đôi âm lãnh con ngươi dần dần mở ra. Chiếm đoạt hư không, độc đoán vạn cổ, đây cũng là vạn khư lực bá đạo chỗ, cũng không hồng quân căn nguyên như vậy tường hòa, cũng không võ tổ lực như vậy tuyệt diệu tuyệt luân. Mênh mông lực lượng bao phủ thương khung, vậy đôi vạn năm không thay đổi con ngươi chính là chặt nhìn chằm chằm phù đồ thần tháp. Uy phong lẫm lẫm. Không thể một đời phù đồ thần tháp, liền linh khí tốc độ vận chuyển cũng trở nên chậm rất nhiều. Cái này là tới từ quy tắc áp chế, xa không thuần túy sức chiến đấu có thể cân nhắc. Vạn khư ý chí mạnh mẽ đến đây, khủng bố như vậy. Diệp Thần cắn răng, hắn biết cái này tám bộ phù đồ khí cùng đấu tự quyết đã bị phong tỏa, không cách nào lại thi triển ra càng lực lượng mạnh. Đã như vậy, vậy thì dùng linh khư thiên châu tới đối kháng vạn khư ý thức. Lần trước đi đến Hắc Ám Cấm Hải, hắn lấy được cơ duyên không nhỏ, đem Linh Khư Thiên Châu tu bổ, thậm chí còn có một chút nhâm phi phàm lực lượng, lần này vừa vặn có thể công dụng ở trên. Vô tận trong 5 tháng, Vạn Khư Thần Điện đem Linh Khư Thiên Châu thành tựu bồi dưỡng chi đạo,
xuất hiện không thiếu thực lực cao cường vạn khư đệ tử. Diệp Thần tiêu diệt trong đó không ít người, biết được bọn họ thực lực cũng khó đối phó. Từ hắn chấp trưởng Linh Khư Thiên Châu sau đó, là được điều động năng lượng trong đó, cũng có thể nắm trong tay những cái kia từ hạt châu bên trong lấy được lợi vạn khư cường giả mạch máu. Như nếu như đang trong chiến đấu, có thể tạo thành áp đảo tính ưu thế tuyệt đối. Từng luồng cong hơi thở từ Diệp Thần trước mặt Linh Khư Thiên Châu bên trong bay ra, cùng cửu đỉnh đại trận vạn khư lực cùng ra căn nguyên. Hai cổ lực lượng lẫn nhau giằng co, lôi kéo, trong thời gian ngắn ai cũng không cách nào làm sao ai. Mà ngay lúc này, một hồi sát phạt đậm đại yêu khí từ trong bơm vào ra, biến ảo thành trong suốt trạng yêu tộc pháp tướng, vậy tất cả viễn cổ đại yêu, đều có thần hồn ở chỗ này hiện lên. Từ Diệp Thần đem chấn diệt yêu đá bỏ vào Linh Khư Thiên Châu trong đó, thì có yêu khí không ngừng trào hiện ra, có thể ăn mòn người khác thần trí, bộc lộ ra nội tâm nhất là bóng tối một mặt. Từng cái độc lập thế giới nhỏ bay ra ngoài, ở nơi này phiến thương khung tới giữa vần quanh, vô số yêu khí tràn ngập. Đem vậy hóa thành cửu đỉnh đại trận thiên trụ sơn toàn bộ bao vây. Lấy yêu khí tới đối kháng vạn khư lực, hai người một khi tiếp xúc, liền bạo phát ra khí thế kinh người. Cửu đỉnh trong đại trận nham thạch nóng chảy, giống như là một phiến phiến sóng lớn tiếp liền sôi trào, vô số yêu ma quỷ quái, yêu quái quỷ quái ở trong đó chìm nổi. Diệp Thần cùng Hồng Thiên Kinh lần lượt đấu pháp, hoa cả mắt, để cho người xem thế là đủ rồi. Vốn cho là Diệp Thần không biết tự lượng sức mình, có thể hai bên liền ra mấy thứ kinh thiên võ đạo, ai cũng không làm gì được đối phương, Diệp Thần thực lực lúc này mới đạt được thể hiện. Không thiếu phía dưới người xem cuộc chiến vỗ tay khen hay. Hồng Thiên Kinh điều khiển một đạo vạn khư lực, tránh bản thể cùng Diệp Thần trực tiếp đối chiến. Thằng nhóc này đi ra ngoài du lịch một phen sau đó, thực lực lại gặp tăng trưởng. Khó trách Phú Hoàng Cổ Đế lần này muốn mình bỏ mặc trả giá cao gì, đều phải chu diệt luân hồi. Đang làm người ngoài lấy là Diệp Thần thả chiến bình lúc đó, Hồng Thiên Kinh lấy ra cái thứ hai túi gấm. Diệp Thần thần sắc nhất thời làm rét một cái, theo Hồng Thiên Kinh đem cái thứ hai túi gấm ném nhập cửu đỉnh trong đại trận, một hồi dị tượng hóa ra, thông thiên triệt địa hư ảnh, làm cho cả thương khung đều cảm thấy kiềm chế. Đây cũng không phải là một đạo thần thông, mà là một món Vũ Hoàng Cổ Đế lưu lại hư ảnh. Mọi người nhận ra được này cùng hơi thở, phản ứng đầu tiên chính là khủng bố cùng sợ hãi. Đủ để gặp được Vũ Hoàng Cổ Đế đối với các vực chấn nhiếp có cường đại dường nào. Lại là Vũ Hoàng Cổ Đế hạ xuống, chúng ta đi nhanh đi, nếu không cũng sẽ không có kết quả tốt. Có người thúc giục bổn phái đồng bạn, nhanh chóng rời đi nơi đây. Bọn họ không nhận biết Diệp Thần là ai, lại biết Vạn Khư Thần Điện. Thần điện trong ngày thường không ra tay, ra tay một cái chính là sấm sét vạn quân, là chân chánh trên trời dưới đất gần như vô địch. Hiện ở cái thằng nhóc này lại dám tại và Vạn Khư Thần Điện trước mặt đối kháng, bọn họ bội phục hắn dũng khí, nhưng lo lắng cho mình hơn an nguy cùng tình cảnh. Luân hồi chi chủ, thật là lớn uy phong, lại dám ở chỗ này càn rỡ. Vậy Vũ Hoàng Cổ Đế hư ảnh cao cao tại thượng, không thèm chú ý đến chúng sanh. Tựa như hết thảy ở hắn trong mắt đều là con kiến hôi. Diệp Thần bĩu môi, nhìn hờ hững, một đạo vạn khư lực nơi ngưng tụ thành hư ảnh mà thôi, hắn liền Vũ Hoàng Cổ Đế phân thân cũng gặp qua, há lại sẽ sợ cái này một hư ảnh nho nhỏ. Bất quá còn không cùng Diệp Thần lên tiếng phản bác, một đạo cả người lóe lên hừng hực vàng óng vẻ sư tử, liền đi tới Diệp Thần trước mặt. Ngươi là thứ gì, dám ở trên địa bàn ta phách lối? Đầu này hoàng kim sư tử hấp thu Diệp Thần thần tháp khí sau đó, đổi được càng phát ra cường đại, nó đôi mắt lấp lánh, không giận tự uy, cường đại huyết mạch hội tụ thành kim quang xích thần, xa xa xông về vậy chân trời bỉ đoan. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi ngây ngẩn. Cái này hoàng kim sư tử không sợ Vũ Hoàng Cổ Đế sao? Nói ra Diệp Thần có thể không tin, đầu này hoàng kim sư tử mới vừa trưởng thành không lâu, nó cái này nhất tộc ở giữa thiên địa chỉ còn lại nó một cái. Một mực ở thần trong trứng bồi bổ sinh trưởng, sau khi ra lại là chưa từng tiếp xúc qua cái gọi là chư thiên thần hoàng, thiên quân lão tổ. Ở hoàng kim sư tử trong mắt, nó chính là trên thế giới lợi hại nhất, tự mình cảm giác hài lòng, nếu không cũng sẽ không lao ra đối phó Hồng Thiên Kinh. Lại còn một cái, hoàng kim sư tử nhất tộc sở dĩ tàn lụi, cũng cùng bọn chúng đầu óc không quá linh quang có liên quan, chỉ biết nhận chính xác một chuyện, vì vậy thường thường bị các tộc cường giả đùa bỡn được làm thú cưỡi. Bất quá đầu này hoàng kim sư tử ngược lại là rất nói nghĩa khí,
nó cũng không quay đầu lại đối Diệp Thần nói, ta mới vừa nhận ngươi tình, hấp thu ngươi lực lượng, khôi phục thương thế, hiện tại không thể để cho ngươi một người chịu độc. Diệp Thần dở khóc dở cười, cái này Hoàng Kim Sư Tử là thật có chút buồn cười. Tránh ra, Vũ Hoàng Cổ Đế hư ảnh chậm rãi khạc ra hai chữ, lạnh như băng mà vô cảm tình. Hoàng Kim Sư Tử màu vàng kim trong con ngươi ánh sáng đại thịnh, nó từ nhỏ chỉ nhận cái chết, chưa bao giờ xem đối thủ là ai. Ta tại sao phải nghe ngươi? Ngươi lấy vì mình là ai, là ở giữa đất trời này cường đại nhất người sao? Hoàng Kim Sư Tử cái này hỏi một chút, thật đúng là để cho Vũ Hoàng Cổ Đế hư ảnh ngây ngần. Vậy đạo hư ảnh không do dự nữa, hư lạnh một tiếng, màu bạc trắng điện quang bạo tránh ra, xuyên phá hư không, kích động dậy từng mảnh sấm sét tiếng. Thành thiên thượng trăm, lóe lên đại lộ quy tắc phù văn đi xuống chân áp. Vô số người làm kinh ngạc, hư ảnh này chỉ là khoát tay giữa phong thái mà thôi, liền như vậy trấn nhiếp nhân tâm, có thể gặp bản thể mạnh mẽ. Cho dù là thái thượng thế giới cùng chư thiên vạn giới lối đi tạm thời khép kín, vô lượng cấp chí cường giả không cách nào đích thân tới hạ giới. Nhưng chỉ cần hắn huyễn hóa ra một đạo phân thân, đối với hạ giới sinh linh mà nói, đều là vô địch vậy tồn tại. Hống! Hoàng Kim Sư Tử chưa từng có từ trước đến nay, bằng vào sức một mình, thúc giục cuồn cuộn Hoàng Kim đợt sóng, ngăn lại cái này phong lôi một trường. Nhưng thật chống đỡ được sao? Đây chính là Vũ Hoàng một chút lực lượng. Một tiếng nổ, vậy cuồn cuộn kim quang bị phong lôi trưởng trùng trùng đập bể, lôi quang xen lẫn, kim quang đầy trời, sấm sét cùng hoàng kim màu sắc lẫn nhau giao hội, văng tung tóe ra một phiến lại một phiến sáng chói tinh huy. Hoàng Kim Sư Tử không chịu nổi lớn như vậy đạo uy áp, trực tiếp hoành bay ra ngoài, đập nát mảng lớn rừng rậm cổ mộc, đem một tòa ngàn thước cao đỉnh núi đụng ra sâu đậm vết rách, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Một đầu hạ giới thú cưỡi mà thôi, cũng dám ở bổn hoàng trước mặt phách lối. Hư ảnh này hẳn là Vũ Hoàng Cổ Đế để luyện ra, đặt vào đã lâu, lại sinh ra một chút thuộc về mình bản ta ý thức. Hắn lòng bàn tay trong đó hiện ra một quả phong cách cổ xưa tinh xảo lệnh bài, phía trên bất ngờ in rồng bay phượng múa mưa chữ. Đây là Vũ Hoàng Cổ Đế thần lực hư ảnh nắm trong tay đại lộ quy tắc, mưa, có thể thao túng mưa lực lượng, tới thực hiện không khác biệt phạm vi công kích. Mây cuốn bên trong hội tụ một tầng bao trùm kiểu mây đen, một khắc sau mưa như chút nước mưa to sọt gáo xuống, tích tích mưa lạc thành liền bén mũi tên, hướng phía dưới địa tâm vực cường giả đập tới. Hừ, Vũ Hoàng Cổ Đế là rất mạnh, nhưng ngươi chính là một đạo hư ảnh, liền phân thân cũng không tính, cũng dám ở chỗ này ngang ngược, thật làm ta địa tâm vực không người sao. Vậy phách đao tôn giả ngang trời ra, lạnh thấu xương ánh đao kéo dài ngàn trượng vạn trượng, cơ hồ phản xạ ra một mặt tấm gương. Mang theo nóng bỏng hơi ấm còn dư lại, những cái kia mưa còn không có rơi xuống đất, liền bị mặt đao bốc hơi hầu như không còn. Đoạn đao vết, ngàn viêm vạn tuyết. Phách đao tôn giả cái này một đao, là từ sống chết trong tuyệt cảnh ngộ đi ra ngoài, cùng đại đạo nguyên lý phù hợp hợp, hơn nữa lấy được nơi này mộ đạo thừa nhận. Vừa mới bắt đầu thần đao do như núi lửa phun ra vậy, cực kỳ nóng bỏng, có thể bốc hơi thế gian vạn vật, cực kỳ kinh khủng. Nhưng một khắc sau, ngàn trượng lưỡi đao lột, băng xương bay xuống thế gian, động thiên hoàn toàn dùng mình dùng vạn vật đông. Nổi giận một băng, một tầng một thế giới, phách đao tôn giả hiểu ra tuyệt kỹ đủ để đứng hàng cao cấp thần thông. Bất quá cái này băng lửa hai tầng trời thần công đối với Vũ Hoàng Cổ Đế hư ảnh mà nói như cũ không đủ xem, hắn vung tay lên, một lần nữa dùng hết vậy vũ đạo. Chỉ bất quá lần này, tất cả mưa cũng ngưng tụ thành một cái thông thiên kiếm, động một tí. Liền như nước vậy vậy dạo rực. Mà đây động một cái là được biến dạng thiên địa, xuyên thủng vạn vật. Càng xa xa địa phương, Thiên Long chân nhân chính là cắn răng, từ hắn đỉnh đầu, tay áo bào, cùng với sau lưng hiện ra vô số lóe lên đủ loại sáng bóng phù lục. Vạn phù quy tông. Từng đạo phù văn phóng lên cao, hội tụ thành cổ xưa huyền cửa trời, dưới tình huống này, cùng vậy thông thiên kiếm lẫn nhau đối lập. Hai người nơi kết hợp thế công, phân biệt chiếm cứ nửa bầu trời. Mà cuối cùng, vậy tiên khí lung lay áo xanh tiên tử chính là đi tới trước nhất phương, theo nàng tú chỉ nặn động, vô cùng vô tận sinh mạng lực, từ bốn phương tám hướng xông ra, cuồn cuộn không ngừng, giống như sông lớn sông lớn. Cái này tiên tử đại biểu là sinh mạng bản nguyên khí tức, vạn vật hồi phục, linh khí khắp nơi cũng thả tức tức tương quan. Nếu để cho ngươi đỉnh kia trận trở thành sự thật, cùng ta cướp đoạt thiên địa vạn vật căn nguyên lực,
sợ rằng ta cảnh giới tu luyện sẽ thụt lùi tới thái chân cảnh. Áo xanh tiên tử cũng không muốn mất đi nơi tu luyện, vì vậy ngang nhiên hướng Vũ Hoàng cổ đế hư ảnh ra tay. Xoát xoát xoát, chân trời cũng không thiếu lưu quang bay lên không cướp tới, bọn họ đều là địa tâm vực các tông một mực ẩn núp và ẩn núp các phái cường giả, biết được cái này cửu đỉnh đại trận thành hình sau đó, đem sẽ cho địa tâm vực mang đến nguy hại. Cái gọi là cửu đỉnh đại trận, vốn là đại biểu cực hạn man hoang cùng cướp đoạt, hấp thu hạ giới lực lượng là hắn sử dụng, cuối cùng viên mãn lúc đó, là được cưỡng ép tạo ra hạ giới cùng thái thượng thế giới không gian lối đi, chứ Vũ Hoàng cổ đế cái này cùng cường giả đỉnh phong hạ xuống. Đối với thái thượng thế giới tuyệt đỉnh cường giả mà nói, này thành phúc âm. Nhưng mà đối với lệ thuộc vào một vực khí vận cùng căn nguyên tu luyện bọn họ mà nói, chính là có thể chết người tính đả kích. Ha ha, từng cái một thật đúng là thiên thật không sợ chết, Vũ Hoàng cổ đế muốn làm cái gì, là các người đám này con kiến hôi có thể ngăn cản sao? Hồng Thiên Kinh giãn ra hai cánh tay, lực lượng nguồn không ngừng xông ra, vậy Vũ Hoàng cổ đế hư ảnh càng phát ra ngưng tụ. Trong mơ hồ có xanh phá thiên địa dấu hiệu. Hoàng Kim Sư Tử đứng ở trước nhất, là sắc bén bền bỉ, hội tụ thiên nhân cùng người khác hơn cường giả lực lượng. Ông một tiếng, trình độ cao nhất cô động nguyên lực ánh sáng bạo tăng, tản mát ra óng ánh tinh huy, giống như cái này giữa vũ trụ càn khôn vạn tượng. Đạo này ánh sáng thật sự là quá mạnh mẽ, sáng chói ánh sáng rực rỡ nhiếp tâm hồn người, gió nhỏ lẫm lẫm, cơ hồ hội tụ một muốn nửa số lực lượng. Liền Vũ Hoàng cổ đế hư ảnh cũng không khỏi không bày trận mà đợi. Hư ảnh lần đầu sinh ra tránh né ý tưởng, hắn vừa định biến dạng một phiến hư không, chạy tới không cách nào liên lụy cổ chiến trường, nhưng phát hiện bàn tay bắt được nhưng là một phiến phiến thần bí ánh sáng trắng phủ văn lưới. Trận tự quyết, thiên la địa võng. Sớm ở bọn họ chuẩn bị phát động liên hiệp nhất kích lúc đó, Diệp Thần cũng đã bắt đầu thi triển trận tự quyết uy năng. Lần trước hắn thu được Thúy Trúc Trì. Hơn nữa luyện hóa bốn khối phong bi, trong vô hình cảm ngộ siêu cổ hơi thở, vậy làm tự thân những phương diện khác thực lực có tinh tiến. Trận tự quyết tại vô thanh vô tức lặng lẽ phát động, trở thành một cái âm nhân hảo thủ. Lúc này Diệp Thần, vô luận là đối với trận pháp văn lộ nắm trong tay, vẫn là phù văn xây dựng, cũng bước vào toàn tầng thứ mới. Hắn trực tiếp bày ra thiên la địa võng, phù trận lực lượng phân bố toàn bộ thương khung. Liền liền Vũ Hoàng cổ đế hư ảnh cũng không cách nào tùy tiện xuyên thấu. Hư ảnh kia làm thốt nhiên giận dữ, rất nhanh liền bộc phát ra nóng bỏng thao thiên hỏa diễm. Có thể chúng sanh lực nơi ngưng tụ thành ánh sáng như mây quang, sáng chói chói mắt, tản ra vô cùng kinh người chập chờn, thần lực đào đào, trùng điệp không ngừng, hung hăng đụng vào cái này Vũ Hoàng cổ đế hư ảnh bên trên. Vạn khư ý chí mạnh mẽ đi nữa, vậy cuối cùng không địch lại ngay ngắn một cái hạ giới cắn trả. Nháy mắt tức thì, hư ảnh kia tiêu tán đi. Địa tâm vực chúng sanh không nhìn được hoan hô lên, một số gần như sôi trào, bọn họ tiêu diệt không phải người khác, nhưng mà vậy chí cao vô thượng Vũ Hoàng cổ đế à. Cho dù là một cái không đáng kể nho nhỏ hư ảnh, đó cũng là thật chiến tích. Phách Đao tôn giả cùng Thiên Long chân nhân các người mặt lộ vẻ yên tâm vui vẻ, bọn họ chuyến này cố gắng cuối cùng là không có uổng phí. Cửu đỉnh đại trận vô luận là bố trí ở nơi nào, cũng sẽ đưa tới cái này một vực cường giả điên cuồng phản công, nguyên nhân không phải hắn, chỉ vì cửu đỉnh đại trận quá mức bá đạo, đem sẽ không giới hạn rút ra lấy cái này một vực khí vận. Còn như phản công trình độ, chính là căn cứ cái này một vực cường giả số lượng mà định. Hiện tại địa tâm vực là mở ra một khơi dòng, như tin tức này truyền về thái thượng thế giới, sợ rằng sẽ làm tổ địa chấn động. Vô số năm tới nay, lại có người như vậy phản kháng vạn khư thần điện ý chí. Đây chính là có 102. Diệp Thần ở vào đám người cuối cùng, hắn trong con ngươi luân hồi ánh sáng lóe lên không ngừng, tựa như thấy được tương lai một mạc, khóe miệng gợi lên một nụ cười vui mừng. Mà thuộc về Thiên Trụ Sơn tới giữa Hồng Thiên Kinh, con ngươi hoàn toàn lạnh xuống. Hắn ánh mắt tụ vào đến một chút, trực tiếp xuyên thấu hư không, nhắm Diệp Thần. Ở một kích tối hậu phát động lúc đó, Diệp Thần bắn ra hai ngón tay trắng như tuyết ánh sáng tụ vào nước lũ trong đó. Vậy hai con ánh sáng hàm chứa vô thượng thiên đạo oai, Hồng Thiên Kinh trước cho tới bây giờ không có gặp qua, tạm thời tới giữ lại sinh ra chút thận trọng ý. Thằng nhóc này vô cùng là không đơn giản, xem ra không dưới sát chiêu là không được. Hồng Thiên Kinh nhất niệm đến đây, trong lòng thì đã quyết định chủ ý, hôm nay vô luận bỏ ra loại gì giá phải trả, hắn đều phải đem Diệp Thần đánh chết. Đã như vậy,
liền chỉ có vận dụng như vậy thủ đoạn. Toàn bộ cửu đỉnh đại trận cũng không vì là Vũ Hoàng cổ đế hư ảnh tiêu tán mà đổi được yên lặng xuống, ngược lại giống như một tòa sắp phun ra núi lửa, càng phát ra sống động mãnh liệt. Mà cho tới nay ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi Hồng Thiên Kinh vậy rốt cuộc có động tĩnh, hắn chậm rãi đứng lên, giống như là một tòa tuyệt thế ma thần tỉnh lại, diệt thế vậy ngút trời ma khí lần nữa bao phủ cái này phiến mặt đất. Giờ phút này địa tâm vực rất nhiều cường giả mới ý thức tới, chân chính phiền toái còn không có giải quyết. Hồng Thiên Kinh quét nhìn phía dưới rất nhiều sinh linh, trên cao nhìn xuống, giọng lãnh đạm. Các ngươi thật lấy vì mình có thể cùng Vạn Khư Thần Điện chống đỡ được sao? Ha ha, nói vớ vẩn. Hồng Thiên Kinh tiếng như sấm, vang dội bát hoang. Hôm nay liền để cho các người xem, cái gì mới là vô thượng Vạn Khư mộ đạo. Theo lời của hắn rơi xuống, vậy Thiên Trụ Sơn tựa như được mở ra cực lớn lỗ hổng, vô tận nham thạch nóng chảy giống như cơn sóng thần phóng lên cao. Xua tan ma vân, thậm chí đem nơi này thương khung cũng cho lật. Đó là thiên thần đang nổi giận, là hắc ám cấm khu cổ xưa tồn tại từ ngủ ly bì bên trong tỉnh lại, bởi vì có người đã quấy rầy hắn đơn thuần. Màu đỏ thẫm nham thạch nóng chảy hội tụ thành một phiến mênh mông, làm tại chỗ vô số người thần sắc rối rít làm biến đổi. Bọn họ từ nơi này vậy hung mãnh như nước thủy triều nham thạch nóng chảy trong sóng lớn cảm nhận được liền nồng nặc thiên đạo uy áp. Đó là tới từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Diệp Thần ánh mắt híp lại, nhìn vậy ngập trời nham thạch nóng chảy chó sói, cho gọi ra tai nạn thiên kiếm, vô tận tai khí giống như vậy nở rộ vực ngoại hoa, có bọc thế, chạy về phía nóng rực mênh mông biển lửa. Tai nạn thiên kiếm, thiên tai lập thiên. Đây là Diệp Thần lĩnh ngộ ra mới chiêu, cường đại võ giả, luôn là ở như cũ trên căn bản không ngừng sáng tạo cái mới. Nếu như thuận theo thiên đạo, sáng tạo ra cùng sinh ra cộng minh mới trỗi dậy thần thông, thì có thể lưu danh muôn đời, là vô số người kính ngưỡng. Nhưng mà, cho dù là có quấn quanh lực tai khí, cũng không cách nào át chế ở mênh mông biển lửa lan tràn khuynh hướng. Hoàng Kim Sư Tử cùng Phách Đao Tôn giả cùng mấy đại cường giả vậy rối rít ra tay, như cũng không làm nên chuyện gì. Giờ khắc này, cái này cửu đỉnh đại trận bộc phát ra thuộc về mình uy thế. Đối với lần này, Diệp Thần song kiếm nơi tay. Tai khí cùng huyết khí xen lẫn, hơi ra kinh thiên nhất kích. Hai cây kiếm hội tụ thành một đạo thần mang, biến dạng nguyên phiến hư không, thật là phải đem thương khung cho lật, vượt qua không mấy năm ánh sáng xa xôi địa giới, vẫn thạch tinh thần cũng theo đó run run. Như vậy, chỉ gặp một đạo sáng chói hắc mang phá vỡ mênh mông biển lửa, tung lên nóng bỏng nham thạch nóng chảy đợt sóng, bổ ra mảnh thiên địa này hóa thành hư không. Diệp Thần trong lòng không từ đâu tới dâng lên một hồi cực kỳ nguy hiểm dự cảm. Giống như là vô biên hỗn độn bên trong, diễn hóa ra liền một tôn, cực kỳ đáng sợ tồn tại. Chỉ cần một trường, là được đem thiên địa này đập bể, càn khôn trận liệt. Lui, Diệp Thần ngay tức thì bạo lui, cùng lúc đó mở ra hư bia không gian truyền tống lối đi, trợ giúp Hoàng Kim Sư Tử các người, lui cách nơi này chỗ. Ngay lập tức sau đó, bọn họ mới vừa kịp phản ứng. Nhìn vậy mênh mông biển máu trong đó một món hắc mang, ánh mắt đều bị gai được làm đau. Đó rốt cuộc là thứ gì? Lại có đáng sợ như vậy khí thế? Hoàng Kim Sư Tử từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất, lấy mình vi tôn, có thể hiện tại hắn lại có sợ hãi tâm lý. Phách Đao Tôn giả các người giống như vậy, nhìn nhau mấy lần, không khỏi được chố mắt nhìn nhau. Diệp Thần nhìn chằm chằm lửa kia biển, một khắc cũng không dám buông lỏng. Ở trong đó, nhất định là có nào đó dạng cực kỳ đáng sợ đồ. Cách một lớn đoạn khoảng cách, bọn họ cảm nhận được liền đối diện thổi tới gió, không phải nóng bỏng, ngược lại xen lẫn âm lãnh. Âm phong gào thét, trước mặt rõ ràng là bao trùm mặt đất nham thạch nóng chảy biển, giờ phút này nhưng đông được người xương sống cốt lạnh cả người, run lẩy bẩy. Vậy biển lửa mặt bằng bên trên, có hắc vụ dần dần tràn ngập mở ra. Sương mù ảnh trong đó, một bóng người như ẩn như hiện. Đỉnh thiên lập địa, mười phần cao lớn. Cái này mênh mông trong biển lửa, sôi trào ra một cái lại một cái dày đặc xương trắng, chi chít, không đếm xuể. Vậy hắc vụ đi theo tràn ngập tới đây, từ trong lộ ra một bàn tay, đem những xương trắng kia toàn bộ nắm vào đi. Chúng phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu tung bay, quỷ gió gào thét, vậy cổ xưa thần bí bóng người chính là khoảng cách Diệp Thần các người càng ngày càng gần. Rốt cuộc, nó lộ ra tướng mạo. Lại là một tôn đen nhánh xương trắng cự nhân, cái này cự nhân tay cầm một cái thâm trầm nội liếm to lớn lưỡi liềm,
nhảy vút dài đạt tới 1000 mét khoảng cách, mà nó bản thể vậy đã sấp xỉ chục 1000 mét. Nham thạch nóng chảy biển sôi trào, ở lưng của nó sau ngưng tụ thành một tấm lửa áo choàng. Này là trời luân sát tinh khôi, thoát thai tại 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, khôn linh địa ma khôi, cái này tôn sát tinh khôi, vốn là đi theo ở vũ hoàng cổ đế bên người một thành viên đại tướng, sau khi chết bị luyện chế thành thế gian thứ nhất cường đại con rối. Còn như cường đại bao nhiêu, sẽ để cho các ngươi đi thử một chút đi. Hồng Thiên Kinh cười nhạt, một khắc sau, hắn đôi mắt trong đó, máu màu đỏ mang thoáng hiện, ngày trước luân sát tinh khôi, lại vậy đi theo cùng biến ảo. Máu sâu kín con ngươi, giống như là vậy hắc ám bên trong minh giới đèn đuốc. Hư không lần lượt thay nhau, ngang dọc xuyên qua, nháy mắt thức thì, Hồng Thiên Kinh cùng sát tinh khôi hòa làm một thể, thời khắc này hắn nắm giữ cái này thế giới hiện thật, cường đại nhất pháp bảo một trong. Tên này, năm đó nhưng mà cùng ta đồng đẳng cấp cái khác tồn tại, hôm nay dùng nó tới thu thập các ngươi, là vinh hạnh của các ngươi. Hồng Thiên Kinh xích hỏa hai tròng mắt nhìn về viễn không, lại phong tỏa vậy một mảnh không gian lãnh vực. Mà hắn vạn trượng thân thể cũng là không ngừng dương cao, cho đến xuyên phá tầng mây, hai chân đạp tại mặt đất bên trên, lộ vẻ được khí tướng kinh người. Ngân hà bên trong, nóng bỏng tinh thần vần quanh ở hắn quanh thân, hỗn độn khí tức có một không hai vũ trụ, lại vô căn cứ thôi xanh một tòa vô cùng là cổ xưa thiên cung thần điện. Phách đao tôn giả các người nói cho cùng cũng chỉ là hạ giới sinh linh, thật gặp ngay phải này cùng thái thượng thế giới chí tôn bảo vật, không khỏi lộ vẻ được tâm hoảng ý loạn, ý niệm chạy trốn càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên cái thiên địa, tràn đầy chư thần sau khi tỉnh lại diệt thế nguy cơ. Là 33 thiên hỗn độn chí bảo một trong, nhưng từ thế giới hiện thật góc độ mà nói, so cái khác hỗn độn bảo cường đại hơn. Vũ hoàng cổ đế đi trên người, quán chú vạn khư cao nhất thần lực. Một cái khô lâu tay khổng lồ, giống như là vậy hắc ám cổ long vậy mất đi thiên long, lao xuống, thuận thế quét ở mấy tên không kịp chạy trốn hạ giới sinh linh, giữ tợn long chảo cốt gai, xuyên thấu bọn họ thân thể, ngay tức thì liền đem máu thịt cùng thần hồn toàn bộ hút đi. Diệp thần thấy vậy, trong mắt hơi đông lại một cái. Cái này cái gọi là 33 thiên hỗn độn chí bảo, đã thay đổi dạng. Trở thành bóng tối sứ giả, vạn khư nô lệ. Bành! Sát tinh đó khôi ở Hồng Thiên Kinh thao túng dưới, càn quét tới, thời không giam cầm quy luật để cho người không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể bị cốt gai đâm xuyên. Sau đó hóa là cho tàn, hình thần câu diệt. Còn lại địa tâm vực cường giả vừa giận vừa sợ, bọn họ căn bản không cách nào đối kháng này cùng to lớn lực lượng. Một tiếng nổ, mênh mông biển lửa cuốn tới, sôi trào vượt quá, giống như là một đầu hư không cự thú, dương ra miệng to răng nanh. Lúc này tình thế đặc biệt không ổn. Diệp thần thấy vậy cùng địa tâm vực mấy cái khác cường giả cắn răng nghênh khó khăn lên. Phách đao tôn giả giờ phút này cũng sẽ không có giữ lại, hiển lộ ra bản thể, tản mát ra uy lực cường đại, hắn thân thể xem một đầu rồng thần, nhưng trên lưng nhưng sinh trưởng khổng tước hai cánh. Đầu này hai cánh rồng thần ngửa mặt lên trời giống to, cả người tản mát ra óng ánh chói lọi. Nhưng mà như cũng không cách nào địch qua sát tinh khôi một trưởng oai, bị quét xuống đi ra ngoài, trọng thương hộc máu. Ngày trước long chân người chính là sử xuất cuối cùng thủ đoạn, một tấm có chừng 1000 mét chi trưởng phù lục, tản ra màu vàng tươi chói lọi, đủ để cho mảnh thiên địa này ảm đạm thất sắc. Vô tận kim quang thần lôi bạo dũng tới, đem trong trời đất này hư ảnh toàn bộ nuốt mất. Thiên long chân nhân cắn răng, điên cuồng thúc giục linh khí, nhưng là một khắc sau, từ vậy thần phù thiên lôi trong đó đưa ra một cái khô lâu cánh tay, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một cái vỗ về phía thiên long chân nhân. Bành! Thiên long chân nhân cùng phách đao tôn giả như nhau, trọng thương hôn mê. Tiếp theo, áo xanh tiên tử và hoàng kim sư tử thay nhau ra trận, áo xanh tiên tử trực tiếp bị đánh vào vạn trượng hố sâu, mà hoàng kim sư tử sức chiến đấu cường đại nhất, chống đỡ mấy chiêu sau đó, bị sát tinh đó khôi dẫm ở dưới chân, nhúc nhích không được. Làm xong những thứ này, sát tinh khôi mới nâng lên vậy đôi máu đỏ trong mắt, diễn cảm cười mỉa. Luân hồi chi chủ, người chẳng lẽ thật cảm thấy những phế vật này có thể giúp người đối kháng cửu đỉnh đại trận sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có Diệp Thần một người, đứng ở giữa trời đất, cô độc xào xạc. Trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch đã bắt đầu cháy, chỉ thủy nhất kiếm đang nổi lên trong đó. Muốn phải đối phó cái này cùng siêu thoát tại ngũ hành sáu đạo gia tồn tại,
nhất định phải sử dụng giống vậy vượt qua thực tế phép tắc lực lượng. Nếu không, bằng vào hắn hiện giai đoạn thực lực, căn bản không cách nào dung chuyển đối phương. Hồng Thiên Kinh tự nhiên biết chỉ thủy nhất kiếm uy lực, cũng rất rõ ràng Diệp Thần muốn làm gì. Hắn vậy ở mênh mông trong biển máu đi lại to lớn ma ảnh, lại trực tiếp biến dạng hư không, đến Diệp Thần trước mặt. Muốn thi triển chỉ thủy nhất kiếm, bổn vương có thể sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. Oanh thanh âm ùng ùng bên tai không dứt, quả đấm to lớn đột nhiên hạ xuống, để cho Diệp Thần đành phải giơ kiếm ngăn cản. Nhưng, Hồng Thiên Kinh đạo này lá bài tẩy chân thực quá mức nghịch thiên. Diệp Thần một hơi đỏ bừng máu tươi phun ra. Diệp Thần thậm chí cảm giác nhận chịu một quyền này ngay tức thì, linh hồn đều phải thoát khỏi thân xác. Đây là hắn nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên bị tổn thương nặng như vậy. Hắn muốn vận dụng võ đạo luân hồi đồ. Nhưng hắn cũng biết, dù là võ đạo luân hồi đồ cũng không có dùng. Thậm chí Trần Bia, rất nhiều luân hồi huyền bi, cũng vào giờ khắc này, chưa đủ chống cự. Hắn muốn kêu gọi Hoang Lão, Huyền Hàn Ngọc, Huyết Long Vân. Vân, nhưng giờ khắc này quá mức đột nhiên, hoàn toàn không có cơ hội. Hắn chỉ có thể rất miễn cưỡng nhìn mình bị máu tươi ngâm nhuộm. Quanh thân hư không văng tung tóe. Lực lượng cuồng bạo cầm hắn trực tiếp đánh vào lòng đất trong đó, xuyên phá liền vô số đạo đất tầng. Thậm chí liền vậy cái gọi là luân hồi thân thể biến mất ở một mảnh hư vô trong hư không. Cái này phiến hư không tựa hồ thất lạc lại yên lặng. Yên lặng đáng sợ. Nhất định là thuộc về chết không gian. Trận chiến này, hắn tựa hồ đánh bại. Hồng Thiên Kinh và Luân Hồi Chi Chủ đánh một trận, hoàn toàn kéo xuống màn che. Mặc dù Hồng Thiên Kinh vận dụng thủ đoạn quá mức mạnh mẽ, thậm chí vi phạm quy định, nhưng cuối cùng là thắng. Thái thượng thế giới Vũ Hoàng Cổ Đế vì trận chiến này, trả giá quá nhiều đồ. Nếu như Diệp Thần không chết, chính là Hồng Thiên Kinh chết. Luân Hồi Chi Chủ chiến bại, sống chết không biết, tin tức này rất nhanh liền truyền đến các ngõ ngách. Thuộc về Hồng Thiên Kinh vậy một đỉnh cửu đỉnh đại trấn hoàn toàn vững chắc sau đó, vậy tôn ma đạo con rối đứng sừng ở giữa thiên địa, cùng núi lửa dung nham hòa làm một thể, căn bản không người có thể dung chuyển. Mà Hồng Thiên Kinh chính là lưu lại ở vậy ma đạo người khổng lồ trong cơ thể, lợi dụng vậy ngập trời ma khí khôi phục tự thân thực lực, đến khi tòa trận pháp này bị hoàn toàn kích hoạt, hắn là được trở lại thái thượng thế giới, lại thuộc về 10 đại thiên quân lão tổ vị. Lúc này, Bắc Mãng tổ địa, bầu không khí lộ vẻ được có chút kiềm chế. Diệp Thần còn sống không? Kỷ Tư Thanh thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Hoàng lắc đầu một cái, ta không biết, nhưng ta xác định chủ nhân còn sống. Ta phái người điều tra qua, tựa hồ chủ nhân bị một kích kia đánh vào một phiến trong hư không. Vậy hư không tựa hồ là thất lạc thời không? Tiến vào thất lạc thời không, lại là trọng thương, cơ hồ. Không thể nào, ta phải đi tìm Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh biết được sau khi tin tức này, cố ý muốn đi trước thất lạc thời không, lại bị Tiểu Hoàng cùng Hạ Huyền Thịnh ngăn lại. Bế quan tới nay, Hạ Huyền Thịnh một mực đang tu luyện vô tưởng một đao, hiện tại vung ra một đao có thể biến dạng hư không, uy lực so trước kia lớn rất nhiều. Có thể hắn vừa xuất quan, liền nghe được Diệp Thần chiến mất tin tức, trong lòng rất là khó chịu. Tránh ra, ta phải đi tìm hắn. Kỷ Tư Thanh giọng 10 phần chắc chắn lại kiên quyết. Thành tựu kiếp trước nữ võ thần, luân hồi chi chủ bên người trung thành cảnh cảnh người phụ nữ, Kỷ Tư Thanh đối Diệp Thần cảm tình cực sâu. Coi như ngoại giới tuyên dương Diệp Thần đã tử vong, vậy nàng vậy muốn chính mắt thấy được Diệp Thần thi thể, mới biết từ bỏ ý đồ. Hạ Huyền Thịnh cùng Tiểu Hoàng hai mắt nhìn nhau một cái, đành phải cười khổ. Hai người nơi nào không biết thất lạc thời không là một phiến dạng địa phương gì, nơi đó nhưng mà bể tan tành hỗn độn. Cho dù là nhâm phi phàm cái này cùng cao cấp cường giả, đi vào vậy được luôn mãi chú ý, triệu hoán đi về phía trước hải đăng mới khá đi sâu vào. Kỷ Tư Thanh đi, chỉ sợ là có đi mà không có về. Điện chủ nhưng mà luân hồi chi chủ, người mang thiên đại khí vận, hắn tuyệt không thể nào như vậy tùy tiện chết. Ngược lại là ngươi, nếu như đi thất lạc thời không, từ đó bỏ mạng, vậy điện chủ sau khi trở về, ta cùng Tiểu Hoàng làm sao đối mặt hắn. Hạ Huyền Thịnh giọng thành khẩn, hết sức khuyên, Tiểu Hoàng vậy ở một bên liều mạng gật đầu. Kỷ Tư Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi bước ra chân. Vậy ta đi mời Nhâm tiền bối hỗ trợ. Một lát sau, không gian sóng gợn dạo rực mấy cái, một đạo người quần áo trắng bóng từ trong đi ra, chính là Nhâm Phi Phàm.
Đã xảy ra chuyện gì? Nhâm Phi Phàm mới vừa kết thúc bế quan trạng thái, bế quan lúc đó, hắn đối chuyện của ngoại giới một mực không biết. Tiểu Hoàng nhanh lên đem hai ngày này phát sinh thời gian cho biết tại hắn, làm Nhâm Phi Phàm nghe được Diệp Thần chiến bại, hơn nữa ngã vào thất lạc thời không lúc đó, may là lấy hắn định lực, cũng không nhịn được vẻ mặt ngưng trọng. Các ngươi không cần nóng nảy, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhâm Phi Phàm nói như thế, tiếp theo hắn biến dạng hư không, đi không biết đất thần bí. Cùng lúc đó, thái thượng thế giới một nơi, thần đồ Uyển Nhi đang nhắm mắt tu luyện. Đi qua hơn đoạn thời gian đại chiến, nàng hiện tại đã nắm giữ thần đồ gia tộc bí thuật phương pháp, thực lực nước lên thuyền lên. Nàng thề muốn đoạt lại thần đồ gia tộc quyền hành, cứu ra mẫu thân. Bất quá lúc này, có một tên thuộc hạ gõ cửa mà vào, nói cho nàng thứ nhất tin tức. Luân hồi chi chủ, bỏ mình. Chư thiên vạn giới đồn đãi là luân hồi chi chủ, rơi vào thất lạc thời không, trọng thương lại sắp chết, sống chết không biết trước, nhưng là truyền truyền, sau đó liền trực tiếp thành luân hồi chi chủ chết. Thái thượng thế giới cùng chư thiên vạn giới không hề tương thông, cho nên được tin tức lúc đã có chút biến hình. Thần độ Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì một trắng, rất nhanh, nàng đè nén trong lòng tâm trạng, giả vờ trang trấn định, hỏi thăm một ít chi tiết. Vậy thuộc hạ biểu thị nàng cũng không biết, là từ cái khác các nơi truyền tới, rất nhiều nhân tộc võ giả đều biết tin tức này. Được, người đi xuống đi. Thần độ Uyển Nhi để cho hắn xin được cáo lui trước, tiếp theo liền bắt đầu thời không suy diễn thuật. Làm nàng thấy địa tâm vực trung cực đại chiến cuối cùng, Diệp Thần trọng thương thân thể không lành lặn lọt vào hư không chảy loạn, cuối cùng tụ vào thất lạc thời không lúc đó, hốc mắt của nàng ươn ướt. Tại sao luôn là để cho người như thế bận tâm đây? Thần độ Uyển Nhi tự lẩm bẩm, nước mắt lướt qua gò má. Nàng biết đây là luân hồi chi chủ không cách nào tránh khỏi chiến đấu số mệnh, có thể như cũ vô cùng đau lòng. Hiện tại Diệp Thần còn không có hoàn toàn tử vong, chỉ là rơi vào thất lạc thời không bên trong, có lẽ còn có cơ hội tìm trở về. Nhất niệm đến đây, thần độ Uyển Nhi lau khô nước mắt, lúc ra cửa, lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt người nắm quyền tư thái, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói nàng muốn đi ra ngoài làm việc một chuyến. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Tại hạ giới Hắc Ám Cấm Hải, Già Thiên Ma Đế đang đứng ở một nơi nguy nga lộng lẫy nóc cung điện trên, thiếu nhìn phương xa. Lúc này, một cái màu đen hùng ưng mở ra lớn như vậy cánh, từ đàng xa bay tới, trên chân trói một phong thơ. Già Thiên Ma Đế gỡ xuống phong thư, mở ra vừa thấy, nhất thời đổi sắc mặt. Thậm chí hắn con ngươi bên trong thiêu đốt một đạo hỏa diễm. Ngọn lửa kia giống như tới từ địa ngục lửa, thừa tái Ma Đế vô tận tức giận. Trong thơ nói cho hắn, Diệp Thần và Hồng Thiên Kinh trong một trận đánh, thất bại, hoàn toàn chết. Cái này, không thể nào. Ta biết Diệp Thần, tuyệt không thể nào chết. Hắn quả đấm nắm chặt, rồi sau đó đột nhiên buông, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một vật, đó là một cái trận bàn. Đến từ ngày cũ thời đại trận bàn. Hắn bước ra một giọt máu tươi rơi vào trận bàn bên trên, cổ xưa phù văn không ngừng lóe lên. Cuối cùng hình thành một bức hỗn độn và hư vô hình ảnh. Nếu như hắc ám, liền đại biểu hoàn toàn chết. Nếu như còn sống, liền sẽ hiển lộ ra hư ảnh. Có thể cái này hỗn độn và hư không lại là ý gì? Linh hồn còn ở. Cũng hoặc là nói, Diệp Thần bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Không đúng. Ma Đế đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái này hỗn độn và hư vô khu vực, hắn đã từng thật giống như đi qua qua. Nơi đó là thất lạc thời không. Hắn trầm mặc chốc lát, tiếp theo bước động thân hình, vượt qua hư không, đi tới một nơi vùng cấm kỵ bên bờ. Diệp Thần, người có thể cấp cho ta sống khỏe mạnh. Ngày đó cự tuyệt ngươi, ta bất quá là vì đại cuộc, ta vĩnh viễn sẽ không đứng ở phía đối lập của ngươi. Tự ta vì ngươi ác ma mắt ở một chớp mắt kia liền đã định trước, bàn cờ này, cần chúng ta chung nhau đi xuống, nếu như ngươi chết, ta thì phải thật trở thành vô thiên đồ đựng. Nhất định phải cho ta sống. Đây là Ma Đế mãnh liệt thanh âm. Rất nhanh, Già Thiên Ma Đế bước chân dừng lại. Trước mặt hắn chính là thất lạc thời không lối vào. Một chỗ khác, địa tâm vực. Một phiến tiêu trước mặt đất bên trên, sinh linh đồ thán, nơi này phảng phất là ngày tận thế. Mà một cô gái nhưng là hai tròng mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt. Thiếu nữ trên mình khí tức cường đại, nhưng lại bao hàm vực ngoại và thái thượng thế giới nhân quả. Trọng yếu hơn phải,
thiếu nữ trên mình long tộc hơi thở cực kỳ khủng bố. Cô gái này không phải người khác, chính là Diệp Lạc Nhi. Nàng tới vực ngoại hồi lâu, nhưng thiên nữ có bữa nữ an bài, làm nàng biết Diệp Thần và Hồng Thiên Kinh quyết chiến lúc đó, biến dạng hư không cực nhanh chạy tới, nhưng đã quá muộn. Nàng hối tiếc, nàng hai tròng mắt tràn đầy tức giận, nàng gắt gao nhìn chằm chằm to lớn kia ma ảnh. Nàng thậm chí gò má trắng nõn và trên cổ một phiến phiến vảy rồng bao trùm. Một giây kế tiếp, nàng trực tiếp hóa thân là một cái kinh thế cự long. Ngay tại Diệp Lạc Nhi chuẩn bị đối Hồng Thiên Kinh ra tay lúc đó, đầu óc bên trong nhưng vang lên thiên nữ thanh âm. Lạc Nhi, ngươi như đối Hồng Thiên Kinh động thủ, hậu quả và giá phải trả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Huống chi, ngươi cho rằng Diệp Thần như thế dễ dàng chết. Diệp Lạc Nhi thân rồng ngẩn ra, do dự mấy giây, biến dạng một khối hư không hoàn toàn rời đi. Làm ngoại giới truyền được xôn xao thời điểm, Diệp Thần ý thức đã lâm vào hỗn độn trong đó. Hắn dùng hết cuối cùng một chút khí lực, tránh mình bỏ mạng ở Hồng Thiên Kinh trong tay. Luân hồi chi chủ có thể luân hồi chuyển thế, tuần hoàn qua lại, nhưng mỗi một đời chủ thể cùng ý thức đều là không giống nhau. Có lẽ hắn có thể lần nữa sống lại lần nữa để cho luân hồi huyết mạch lóng lánh thế gian, nhưng mà có cực lớn có thể, cái đó luân hồi chi chủ đã không lại là hắn. Diệp Thần lúc này ý thức giống như ngút trời trong đại dương bao la một đêm thuyền nhỏ, tùy thời đều có bị tiêu diệt nguy hiểm, hắn cố gắng duy trì thân thuyền thăng bằng, không để cho mình bị sóng biển chiếm đoạt. Tiến vào thất lạc thời không sau đó, Diệp Thần liền cảm giác mình thân thể đổi được 10 phần nặng nề, chỉ có thể theo vậy chảy loạn chìm nổi, không cách nào tự đi nhúc nhích. Hắn cả người đều ở đây đi xuống mất vào tay giặc, càng dẫy dụa thì càng vùi lấp được sâu, còn không bằng buông tha vùng vẫy, mặc cho vậy hư không chảy loạn, đem mình dẫn tới vô danh chi địa. Loại cảm giác này, hắn đã rất lâu không có xuất hiện qua. Lần trước xuất hiện là từ lúc nào đâu? Diệp Thần đầu óc bên trong, nhớ lại như một tấm hình ảnh, tiếp liền thoáng qua. Hắn lúc này chỉ có thể yên tĩnh trôi lơ lửng ở đó hư không chảy loạn bên trong, không thể động, cũng không thể đi, chỉ có thể chờ đợi trong cơ thể khí huyết khôi phục. Thật vất vả luân hồi máu có chút lưu động dấu hiệu, Diệp Thần liền điều khiển vậy một món luân hồi máu, từ bụng khí hải vị trí chậm rãi chuyển đến hai tròng mắt chỗ. Quang là từ nhỏ bụng đến hai tròng mắt quá trình này, liền xài dòng dã hai nén hương thời gian. Đều là đổi thành ngày thường, sợ rằng liền nửa giây thời gian đều không muốn, Diệp Thần là được thúc giục luân hồi huyết mâu. Có thể hắn bây giờ, nhưng là vô cùng thê thảm. Như bánh xe trở về huyết mạch lưu kinh tròng mắt sau này, Diệp Thần rốt cuộc có thể chậm rãi mở hai mắt ra, trước mặt dần dần từ mơ hồ đổi được rõ ràng. Diệp Thần chung quanh đều là một mảnh hư vô, xem được gặp nhưng không cảm giác được. Hắn bị vô tận màu đen vật chất bao vây, tựa như nhốt ở nhỏ hẹp trong quan tài vậy, cảm giác làm người ta nghẹt thở. Bất quá Diệp Thần cũng không phải là như vậy tâm trí không kiên định người, hắn bây giờ cho dù chỉ còn lại có một chút luân hồi máu, cũng có thể ương ngạnh sống sót, điều kiện tiên quyết là hắn có thể ngăn cản được cái này thất lạc thời không ăn mòn, không xứng hắn chiếm đoạt linh trí, trở thành thất lạc nô lệ. Đầy trời hư không thổi qua tới. Thật giống như từng cái cuộc sống ở hắc ám chỗ sâu côn trùng, đánh hơi được thức ăn hơi thở, hướng Diệp Thần trên mình họp lại, mưu toan từ hắn lỗ chân lông chui vào bên trong cơ thể, cắn nuốt hết tất cả sinh cơ. Diệp Thần thực lực lại khôi phục một ít, hắn từng có phá giải thất lạc thời không trói buộc kinh nghiệm, vì vậy cũng không nóng nảy, mà là dẫn đầu chống đỡ những thần kia bí vật chất xâm nhập. Sốt cuộc, hắn có chút lực lượng, có thể cho gọi ra Long Uyên Thiên Kiếm, rõ ràng thả huyết long. Long Uyên Thiên Kiếm là tám đại thiên kiếm một trong, từ kiếm thần lão tổ tay, cùng đại lộ sánh bằng tồn tại, cho nên sẽ không phải chịu thất lạc thời không ảnh hưởng. Mà huyết long thế công hồn thể cùng thể xác cùng tồn tại, phụ ở trên trời bên trong kiếm, chỉ cần nó thần hồn không rời đi Long Uyên Thiên Kiếm, liền có thể mượn do trời kiếm tự do hoạt động. Đang ngủ say ở giữa huyết long nghe được Diệp Thần kêu gọi, hiện ra nguyên hình tới, to lớn quả nhãn trong đó hiện ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Chủ nhân, người đây là thế nào? May là lấy huyết long bầu bạn Diệp Thần đã lâu, cũng không khỏi đổ hít một hơi khí lạnh, hắn chưa bao giờ gặp Diệp Thần nhận như vậy nặng tổn thương. Diệp Thần cười khổ một tiếng, hiện tại hắn cũng không cách nào giải thích quá nhiều, chỉ có thể để cho huyết long hỗ trợ khu trừ những thần kia bí hắc vật chất tối tăm. Huyết long gật đầu một cái, hừ lạnh một tiếng, hóa thành màu máu ánh sáng phụ ở Diệp Thần bề mặt bên trên,
đem những cái kia màu đen vật chất toàn bộ văng ra. Mà những cái kia cái vật đen thùi lùi còn không hết hy vọng, muốn lần nữa lộn lại, nhưng gặp phải huyết long cắn trả. Chỉ như vậy, không biết qua biết bao lâu, Diệp Thần rốt cuộc khôi phục một phần nhỏ khí lực. Thất lạc thời không bên trong, là không có ở đây cái này một khái niệm, nếu không làm sao nói thất lạc nói một chút. Diệp Thần để cho huyết long trở về đến thiên kiếm trong đó, mượn một phần chia lực cho mình. Hắn nắm long uyên thiên kiếm chuôi kiếm, quấn quanh huyết khí từ bàn tay hối vào bên trong cơ thể, yên lặng khí hải cuối cùng là có chút phản ứng, giống như khô khốc đã lâu mặt đất gặp trên trời hạ xuống trời hạn gặp mưa. Khí hải trong đó lực lượng tụ vào Diệp Thần toàn thân, đưa tới đan điền chấn động. Diệp Thần mượn do cái này tơ huyết khí, ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, hắn đã từng có phá giải như vậy nguy cục kinh nghiệm, cho nên một khắc sau, bàn tay vung ra đi, màu máu ánh sáng giống như một thanh kiếm bén, xé ra nơi này cũi vậy hiệp không gian nhỏ. Thiên địa, tựa như cũng đổi được mở rộng rất nhiều. Hắn lại lấy ra nguyện vọng thiên tinh, bọc nơi nơi quanh thân, tinh thần lực lóng lánh vượt quá, chữa trị Diệp Thần vết thương trên người. Thiên tiên cá chép sao vậy hiện lên ánh sáng năm màu, điều điều tượng trưng cho điềm lành cá chép ở Diệp Thần trên mình nhảy đát tới, nhảy đát đi, cuối cùng tiêu tán thành một đạo lưu quang, hoàn toàn bao trùm ở da bên trên. Vậy bị địa ma con rối nơi hoa đi ra ngoài vết thương, hàm chứa nồng nặc ma lực, ở Diệp Thần vận dụng mấy dạng thần thông chi hạ mới chậm rãi tu bổ. Vậy cái con rối do Vũ Hoàng Cổ Đế tự mình luyện chế mà thành, trong đó trộn vô cùng tiên đạo lực lượng, lấy ma phương thức phơi bày ra. Vô cùng là khủng bố. Diệp Thần chỉ như vậy từng bước hoàn thành bề mặt vết thương tu bổ, kế tiếp thương thế trong cơ thể mới là phiền toái nhất, liên quan đến căn nguyên căn cơ dao động, nếu như không có vô cùng đặc thù thủ đoạn, rất khó khôi phục như cũ. Huyết Long, chuẩn bị xong, chúng ta bước đầu tiên muốn làm chính là trước chạy khỏi nơi này. Một đoạn thời gian tới nay, màu đen thần bí vật chất trói buộc càng thu càng chặt, hiện tại Diệp Thần cơ hồ chỉ có thể nằm. Vậy ngọa nguậy thần bí vật chất cách hắn ấn đường bất quá chỉ một cái khoảng cách. Lại để cho nó nhận lấy đi, sợ rằng mình cũng sẽ bị đồng hóa làm cho này thất lạc thời không một phần chia. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay nhấc lên dậy, mà mượn huyết long nơi cho hắn mượn bộ phận lực lượng, một tòa Phật quang lóng lánh bảo tháp vọt ra. Tám bộ phù đồ khí, tháp dậy. Theo Diệp Thần quát khẽ một tiếng, vậy Phật quang đổi được sáng chói cực kỳ, bảo tháp sừng sững lên, Phật quang đại thịnh. Xông phá cái này phiến thất lạc thời không giam cầm. Diệp Thần trước mặt không gian bỗng nhiên đổi được trống trải, phù đồ thần tháp phá hư trói buộc, phá vỡ vô số nặng chồng chung một chỗ hư không cách nào thì. Nhưng cái này vậy uy lực, chỉ có thể dừng lại ngắn ngủn trong nháy mắt. Thừa dịp cái này thời gian, Diệp Thần cầm lên Long Uyên Thiên Kiếm, nhanh chóng chui ra ngoài, ở hắn hai chân rời đi sau một khắc, màu đen thần bí vật chất lập tức khép lại, hơn nữa lại lần nữa ngọa nguậy, nghiền ép. Đem nội bộ tồn tại vậy một chút xíu không gian, toàn bộ chen bể. Diệp Thần gặp được một màn này, do là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như hắn còn ở bên trong, sợ rằng đem sẽ trở thành là bị bạo phá bộ phận kia. Vậy may mà cái này phù đồ thần tháp là thiên long bát thần âm tiến hóa sau hồng mông nguyên thuật, có cực kỳ uy lực cường đại, lúc này mới có thể dùng Diệp Thần thoát khỏi hiểm cảnh. Diệp Thần có chút lực lượng, tiếp tục đi về phía trước. Tìm chạy ra khỏi thất lạc thời không biện pháp, hắn lúc này không có hải đăng chỉ dẫn, chỉ có thể dè đặt tiến về trước, hơi không lưu ý liền có thể sẽ bị lạc phương hướng, vĩnh rơi xuống ảo cảnh. Lúc này, huyết long đột nhiên lên tiếng, chủ nhân, ta thật giống như phát giác bầu trời long hồn hơi thở. Ừ, Diệp Thần nhất thời có chút ngạc nhiên, hắn biết bầu trời này long hồn là ẩn núp ở thất lạc thời không bên trong. Có thể thất lạc thời không to lớn cùng mênh mông. Sợ rằng so mấy cái khác thế giới cộng lại cũng càng hoàng lớn, vậy tia ẩn núp hơi thở, lại có thể bị huyết long cảm thấy. Bầu trời long hồn cơ duyên không phải dễ cầm như vậy, dẫu sao ban đầu Hồng Quân ngồi xuống bốn thần thú đứng đầu, bầu trời long vương, cũng là chấn nhiếp thiên địa tồn tại. Diệp Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt chớp động. Hắn hiện tại kéo còn chưa khỏi hẳn trọng thương khu, muốn cướp lấy bầu trời long hồn, có thể nói khó lại càng khó hơn. Bất quá lấy hắn tính cách. Là tuyệt đối sẽ không chọn buông tha, vì vậy để cho huyết long dẫn đường đến vậy mảnh đất giới, trước đi tìm. Bất quá tiếp theo huyết long nhưng là biểu thị, nó chỉ là bắt được chợt lóe lên yếu ớt hơi thở, trong tay cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Đây là, trong cơ thể hoang lão lên tiếng. Thằng nhóc,
người thương thế quá nghiêm trọng đến tổn thương căn cơ, nếu như chỉ là dựa vào tầm thường pháp thuật cùng thần thông tới tu bổ, sợ rằng xa xa không đạt tới hiệu quả. Coi như người năng lực khôi phục kinh người, lần này chỉ sợ cũng không nhanh như vậy có thể hoàn toàn hết bệnh. Hoàng lão sinh hoạt niên đại rất xưa, kiến thức rộng, dĩ nhiên đối với Diệp Thần thương thế nghiêm trọng trình độ có phán đoán. Vậy Hoàng lão, ta nên làm cái gì? Diệp Thần lập tức hỏi. Tìm được bầu trời long hồn, hoặc giả là biện pháp một trong, còn có thể trợ giúp ngươi lấy được lực lượng mới, từ đó trở về phá hủy vậy địa ma con rối. Hoàng lão mà nói, để cho Diệp Thần trong lòng hận ý sôi trào. Thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, hắn từ trước đến giờ thờ phượng có thủ oán phải trả. Cùng Hồng Thiên Kinh tới giữa đạo này nút chết, sợ là hóa không được, chỉ có dùng máu tươi tẩy rửa. Huống chi hắn vậy đáp ứng Hắc Ám Cổ Long, lập được thiên đạo lời thề, muốn giúp hắn tìm được bầu trời long hồn một kiểu đồ. Chủ nhân, người thân cái luân hồi đại khí vận, cho dù như vậy cũng lớn khó khăn không chết, là luân hồi khí vận trợ giúp ngươi, đồng thời cũng để cho ta tìm được vậy tia bầu trời long hồn hơi thở, yên tâm đi chính là. Huyết Long lúc này, cũng là mở miệng khuyên nhủ. Diệp Thần gật đầu một cái, không do dự nữa, hắn muốn tìm được ngày trước không long hồn, tu bổ trong cơ thể tổn thương, khôi phục linh khí. Thất lạc thời không rộng lớn bao la, hơn nữa nguy cơ trùng trùng, Diệp Thần để cho Huyết Long đi trước mở đường, mà hắn theo sát phía sau. Ồ! Phía trước không gian bên trong, truyền đến Huyết Long có chút kinh ngạc thanh âm. Thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Trước mặt tựa hồ có hai người, bị thất lạc thời không hư không cho quấn lấy, các nàng trên người có long khí. Huyết Long nói. Diệp Thần tâm niệm vừa động. Cái gọi là long khí chính là cùng long có liên quan khí vận, chỉ có hấp thu long hồn, hoặc là dứt khoát là long tộc người mới có thể có. Trầm tư hồi lâu, hắn quyết định xuất thủ cứu cái này hai người. Cái này hai người hoặc giả là mấu chốt. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Diệp Thần huy động trong tay Thiên Kiếm, một đạo Thái Dương Luân Bàn hóa là cực kỳ nhọn ngọn lửa, nhanh chóng ngưng tụ phá vỡ bốn phía hư vô không lúc đó, đem phía trước hư không xiềng xích vậy thiêu hủy lửa đốt đoạn. Cố nhiên Diệp Thần thương thế rất nặng, nhưng vẫn có thể thi triển một ít võ đạo, chỉ bất quá thi triển uy thế không có như vậy khủng bố thôi. Vậy bị kẹt hai người vậy nhanh chóng thoát khốn, lui tới chỗ rất xa, cho đến vậy mảnh hư vô hoàn toàn tiêu tán, các nàng mới dám tới đây. Diệp Thần định nhãn vừa thấy, đó lại là hai người phụ nữ. Cái vị công tử này, đa tạ người cứu giúp, nếu không tỉ muội chúng ta hai cũng rất có thể bị hư không chiếm đoạt, vĩnh viễn vào không được luân hồi. Trong đó một tên người mặc đồ xanh cô gái, tóc đen như thác nước, mi mắt như tranh vẽ, tướng mạo khá là xinh đẹp làm người hài lòng, linh động xinh đẹp, một đôi tròng mắt giống như là biết nói chuyện, nụ cười rồi rào. Mà quanh thân của nàng, cũng có màu thanh lục linh khí vần quanh ra, hơi vừa tiếp xúc liền để cho người tinh thần sảng khoái, bội cảm thoải mái. Người đàn bà này đạo vận quy luật vô cùng là kỳ lạ, hội tụ sinh mạng căn nguyên, giống như là từ ngày trước sông trong đó thai nghén tới. Nàng tên là Phạm Trần Hân, vô luận là thần thái vẫn là giọng, đều hết sức khiêm tốn hiền lành. Nhìn lại khác một cô gái, khá lòng có chút không yên. Nàng thân mặc một bộ váy trắng, lộ vẻ được tươi đẹp sửng dưng, tướng mạo cũng không kém, nhưng không có bao nhiêu diễn cảm chập chờn, liền câu cảm ơn cũng sẽ không nói. Quanh thân của nàng nơi vây quanh, là lãnh đạm băng xương khí, so với Phạm Trần Hân thanh thúy quy luật tới, còn muốn càng cường thịnh. Khương Việt Tuyết Lan. Cô gái đồ trắng kia không mặn không lạt nói một câu, chợt châm miệng không nói. Diệp Thần vậy không có để ý nàng thái độ, tùy tiện liếc mắt một cái, liền không để ý nữa, cùng Phạm Trần Hân đi song song. Từ nàng trong miệng, Diệp Thần biết được, lúc đầu hai người đều là từ thái thượng thế giới tới, đi thất lạc thời không, chính là vì tìm truyền thuyết kia ở giữa bầu trời long hồn lấy ra ẩn chứa năng lượng hạt châu mang về. Hai người đến từ tại một nơi gọi là Cửu Long Thần Điện thế lực. Cùng long tộc huyết mạch tức tương quan, trong ngày thường đại đa số trong tông môn người thâm cư giản xuất, cho nên ở thái thượng thế giới vậy không có danh tiếng gì. Nhưng Diệp Thần âm thầm suy đoán, chỗ này tụ tập lực rồng đất thần bí, toàn thể thực lực sợ rằng sẽ không yếu hơn thập đại thiên tôn gia tộc. Ba người đi tiếp một khoảng cách, nhưng mà thất lạc thời không cũng có thủy triều lên xuống phân chia. Cái gọi là triều dậy, chính là những cái kia hư không quy tắc tàn phá bừa bãi thời điểm. Lúc này tiếp tục dò đường, sợ rằng không đúng lúc.
Vì vậy bọn họ tìm được một nơi, bố trí nổi lên một đạo kết giới, liền ngồi ở trong đó nghỉ ngơi. Phạm Trần Hân Thiện nói, mà nàng tựa hồ cùng vậy Khương Việt Tuyết Lan đồng hành, cũng không có bao nhiêu lời có thể nói, một đường tới nay đều ở đây cùng Diệp Thần trò chuyện. Làm nàng biết được Diệp Thần là bởi vì là chiến bại mà ngã vào thất lạc thời không lúc đó, không khỏi có chút kinh ngạc. Nếu là như vậy, vậy phải cần biết bao kịch liệt chiến đấu, mới có thể đưa tới thất lạc thời không kẽ hở. Nhưng vào lúc này, cô gái đồ trắng kia Khương Việt Tuyết Lan chính là khẽ hừ một tiếng. Hiện tại hạ giới bởi vì mặt mũi, cũng như thế võng cố sự thật sao? Thất lạc thời không chính là chư thiên vạn giới cấm địa, trừ phi có nửa bước thiên quân thậm chí là thiên quân cấp cường giả khác giao thủ, mới khá dẫn động thiên địa dị tượng, những người khác vẫn là tỉnh lại đi. Khương Việt Tuyết Lan lời nói tới giữa mang vô cùng cảm giác ưu việt, hiển nhiên, nàng không hề cho rằng Diệp Thần là bởi vì là chiến bại mà rơi vào trong này. Càng giống như là trước đi tìm một chút bảo vật, bị lạc phương hướng, cho nên mới biết biên ra như vậy mượn cớ. Diệp Thần nhíu mày một cái, thần sắc có chút không vui. Hắn còn không và các nàng này so đo đâu, đối phương ngược lại là trước phát khó khăn. Thân là luân hồi chi chủ, huyết mạch hắn cùng tâm tính so với trước kia chín muồi rất nhiều, cũng không muốn ở loại chuyện như vậy cùng đối phương làm nhiều so đo. Phạm Trần Hân dùng ánh mắt cho Khương Việt Tuyết Lan tỏ ý, có thể hắn vẫn như cũ là chẳng ngó ngàng gì tới, mình thích thì mình làm thôi, hoàn toàn không đem Diệp Thần coi vào đâu. Một cái thái chân cảnh con kiến hôi mà thôi, có cái gì tư cách cùng các nàng đồng hành. Còn như Diệp Thần xuất thủ cứu các nàng, tất nhiên là bởi vì nắm giữ đối phó những thứ đó thủ đoạn, hy vọng mượn anh hùng cứu mỹ nhân, có thể cùng thái thượng thế giới liên hệ một ít quan hệ. Nàng hai người là Cửu Long thần điện thiên nữ, thân phận tôn quý, nhất là nàng, là Bạch Long cao nhất người thừa kế. Phạm Trần Hân chính là triệu hoán ra trong cơ thể cất giấu một cái màu xanh tiểu long, ở chung quanh hư không đi một vòng. Diệp Thần đối cái này Phạm Trần Hân cũng không ác cảm gì, cũng để cho huyết long bay ra Long Uyên Thiên Kiếm, biến ảo thành một cái huyết ảnh tiểu long. Phạm Trần Hân giật mình không thôi, tha phương tới lúc này mới nhận ra được Diệp Thần trên người có một chút máu long tộc mạch hơi thở, chỉ bất quá lộ vẻ được cực kỳ yếu ớt. Không nghĩ tới ngươi cũng là long tộc huyết mạch người có, nếu là như vậy, vậy ta có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Phạm Trần Hân suy nghĩ một hồi, tiếp theo đối Diệp Thần nói. Bất quá nàng còn không mở miệng lần nữa, liền bị Khương Việt Tuyết Lan cưỡng ép kéo đến một bên, tránh được Diệp Thần. Sư muội, ngươi vì sao như vậy ngu độn? Người này mặc dù có long tộc hơi thở, nhưng hắn thực lực nhỏ yếu như vậy, có chỗ nào đáng chúng ta giúp? Khương Việt Tuyết Lan cau mày, mở miệng nói. Nhưng mà, hắn cứu chúng ta à? Phạm Trần Hân nháy nháy mắt to, nói, nếu không phải là có hắn ra tay, sợ là chúng ta tỉ muội hai người lại chờ hàng trăm triệu vạn năm, đều không cách nào thoát khốn. Đối với lần này, Khương Việt Tuyết Lan rất là coi thường. Vậy hư không khóa hoang vu lực lượng đều tập trung ở nội bộ, cho dù là đổi thành lại người nhỏ yếu tới, cũng có thể một kiếm từ bên ngoài phá vỡ. Phạm Trần Hân nhưng là lắc đầu một cái, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Diệp Thần bên người. Đem một chai đan dược nhét vào trong ngực của hắn. Theo nàng mà nói, đan dược này là Cửu Long thần điện sư phụ cho nàng, đối với long tộc người có chữa thương kỳ hiệu. Khương Việt Tuyết Lan không muốn sẽ cùng Diệp Thần đồng hành, Phạm Trần Hân đành phải vẫy tay thả nói tạm biệt. Diệp Thần vậy gặp không quen người phụ nữ kia khắc nghiệt làm dáng, cười một tiếng, cùng Phạm Trần Hân tạm biệt, xoay người tự nhiên rời đi. Diệp Thần theo huyết long đưa cho phương hướng, dò xét tính tiến về trước. Có lẽ có thể tìm được một chút cùng bầu trời long hồn có liên quan đầu mối. Vì đối phó tiếp theo có thể phát sinh đột biến tình huống, Diệp Thần tìm được một nơi yên tĩnh chi địa ngồi xếp bằng xuống, mở ra Phạm Trần Hân đưa cho bình kia đan dược. Sau đó, một hồi cực kỳ đậm đà linh đạo hơi thở tản mát ra, lại hóa thành một cái cổ xưa già dặn hàng dài, chiếm cứ ở giữa thiên địa. Điều này cổ xưa hàng dài hơi thở cực kỳ mờ ảo xa xôi. Để cho Long Uyên Thiên Kiếm ở giữa huyết long vậy có chút huyết mạch đồng tình. Trong bình mặt, yên tĩnh nằm một quả ước chừng có tấc rất nhiều bán kính màu đỏ đan dược, tản mát ra nồng nặc dược tính. Ở đó khéo đưa đẩy đan dược bề ngoài, mấy cái cổ long hư ảnh đan vào lẫn nhau, tại mênh mông khắp nơi ngẩng đầu đứng, khí thế xa xưa, chấn thiên nhiếp. Đây là thuộc về duy nhất long tộc khí phách, từ thời đại viễn cổ bắt đầu, liền riêng một góc trời. Vậy cổ xưa bao la hàng dài,
ở giữa không trung chiếm cứ chỉ chốc lát sau, lại lần nữa hóa thành ánh sáng, tụ vào màu đỏ đan dược trong đó. Mà đây cái máu đỏ đan dược, lại mình bay lên không, yêu kiều chói lọi không ngừng lóe lên, sau đó chui vào Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần trên mình cái này một món long đạo khí cơ, cùng phù hợp, lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Hắn sau lưng, pháp tướng kim quang miễn cưỡng không ngừng, cổ xưa long ảnh hóa thành một nơi che chở bầu trời, lẳng lặng ngưng mắt nhìn hắn. Mà giờ khắc này Diệp Thần trên mình ánh sáng lóng lánh, huyết quang bắn ra bốn phía, ở nơi này thất lạc thời không trong đó xuyên phá vậy không thiếu hư vô bóng dáng, tiếp liền nổ ầm không ngừng. Từng trận cường đại linh thức, từ trong bộc phát ra. Diệp Thần ánh mắt tiến vào mình trong óc, hắn kinh người phát hiện viên kia màu máu long châu lại có thể nứt ra một cái khe hở, chứng năm đầu cổ long xông ra. Những thứ này cổ long nơi có chứa lực lượng mặc dù không mạnh, nhưng là nhưng cực kỳ tuyệt diệu, tựa như phù hợp loại nào đó thiên long mộ đạo, ở Diệp Thần trong cơ thể lưu chuyển. Mà Diệp Thần vậy không do dự nữa, thúc giục trong cơ thể luân hồi huyết mạch lực lượng, đem cùng cổ long hư ảnh dung hợp, dẫn tới toàn thân các nơi. Lần này Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được, cổ long hư ảnh đến mức, vậy nhìn thấy mà giật mình vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Này cùng bảo bối, quả thực không được, Diệp Thần chỉ có thể ở trong lòng thán phục. Không biết qua bao lâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Thần ý thức biển, vậy dần dần đổi được rõ ràng ngưng tụ, thân thể các nơi, dần dần hiện ra màu máu đường vân. Không riêng gì thân thể. Liền hắn linh hồn cũng bị tự chữa hoàn thành, ngập trời linh hồn hơi thở cần phải xông phá thân thể, chạy thẳng tới thương khung bay lượn. Đem tất cả ánh sáng cũng thu hồi trong cơ thể sau đó, Diệp Thần mở hai mắt ra, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, mấy đầu long đang vân tiêu bay lượn. Hắn thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục 7-8 phần, còn dư lại chính là cần phải đi về cùng thiên địa chứng đạo. Dẫu sao thất lạc thời không bên trong sẽ không tích chữ tại thiên đạo nói một chút. Ngược lại là thất lạc thời không vòng ngoài, tương tự thiên cung chi địa, tồn tại thiên đạo. Khôi phục một phần lớn thực lực sau đó, Diệp Thần đối với bắt được bầu trời long hồn có lòng tin hơn, hắn lập tức lên đường, xuyên qua không thiếu hư không vùng. Bất quá nhưng ở một phiến hoang vu bên trong phát hiện một bãi máu hành động, cùng lúc đó, còn phát giác Phạm Trần Hân để lại tin tức. Các nàng gặp phải nguy hiểm. Mặc dù hắn và cái này hai người không có quá nhiều nhân quả dây dưa, nhưng Phạm Trần Hân cho đan dược đối hắn hôm nay trạng thái quá trọng yếu, phần ân tình này, hắn phải trả. Diệp Thần nhất niệm đến đây, linh hồn thì đã điều tra được, ở hư vô kia chỗ sâu thật giống như bộc phát đại chiến. Hắn lập tức lên đường, đi bên kia chạy tới. Vô tận hoang vu vùng, không có quy tắc hạn chế, cũng không có võ đạo gia trì, có chỉ là hỗn độn sơ khai lúc hỗn loạn cùng hư không. Ở đó vô tận u ám chỗ. Có hai lao động lòng người bóng đẹp đang lưng đối lưng, không ngừng thi triển thần thông, chống cự từng cái hư không xiềng xích. Vậy hai lao bóng đẹp chính là Phạm Trần Hân cùng Khương Việt Tuyết Lan, giờ phút này các nàng đã bị vây quanh vòng tròn, cho dù thi triển thiên long bảo thuật, hiệu quả vậy cực kỳ nhỏ. Bành! Hư vô kia xiềng xích có thể khinh thường thế gian hết thảy quy tắc, thẳng tới linh hồn người chỗ sâu. Chính là những thứ này cường đại hư không xiềng xích. Đem các nàng hai người cho lôi vào đây là không chỗ sâu. Đáng ghét, sư muội, trên mình ngươi đan dược còn nữa không? Khương Việt Tuyết Lan thả ra một cái ngửa mặt lên trời gầm thét bạch long, nhưng còn không xông ra bao xa, liền bị nặng bao nhiêu hư không xiềng xích chìm ngập. Nơi này hư không, lại chế trụ nàng bạch long thiên đạo. Phạm Trần Hân lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, chỉ có thể nói không có, cũng đem đan dược đưa cho Diệp Thần sự việc nói ra, sau đó. Nàng lau cầm vết máu ở khóe miệng, tay áo bảo vung lên, màu xanh cự long hư ảnh từ đỉnh đầu nàng chỗ lao ra, lên như diều gặp gió. Có thể cái này thanh long vận mệnh vậy cùng bạch long vậy, không cách nào xông phá cái này một phiến thất lạc không gian trói buộc. Đáng chết, ngươi nếu không phải đem vậy bảo long thần đan cho ra đi, chúng ta có lẽ còn có một chút phá vòng vây hy vọng, đều là ngươi sai. Khương Việt Tuyết Lan mặt lộ hung quang, hung hãn nói. Phạm Trần Hân có chút im lặng, nhưng lúc này không phải cãi thời điểm. Sư tỷ, ta ngươi hai người trước hợp lực xông ra, nói sau những chuyện khác, có thể được. Khương Việt Tuyết Lan sắc mặt như xương, lãnh đạm ừ một tiếng. Ngay tại này hai người dự định thi triển ra hợp kích nhất kích lúc đó, hư vô kia địa phương sinh ra một đoàn man hoang khí, xiềng xích màu đen rối rít lui về,
trong chốc lát, tất cả công kích đều ngừng. Hai người đều có chút ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Không chờ bọn họ có phản ứng, ở đó hoang vu không gian chỗ sâu, một đạo vĩnh hằng khí tức bất hủ chậm rãi lộ ra ra, mờ ảo thương xa. Hai nữ rối rít cảm thấy chấn động, bọn họ phát giác một đôi lạnh lùng, vô tình con ngươi nhìn chăm chú, ngay sau đó ở đó hư không chỗ sâu địa phương, một đạo đủ để được gọi là hủy thiên diệt địa to lớn bóng người xuất hiện. Đó là một đầu dài quái vật sừng khủng bố hắc long, nó thân thể chiều dài thậm chí không cách nào dùng cụ thể con số để cân nhắc, mênh mông bao la, khủng bố vô biên, lúc này hiển lộ ra bản thể tựa như chỉ là băng sơn một góc. Vậy chỉ có thất lạc thời không, mới có thể sản sinh ra như thế trang bị quy tắc hạn chế quái vật kinh khủng. Ở cái này trước mặt quái vật, hai nữ thậm chí cảm thấy mình không có sức cùng nhỏ bé. Sư tỷ, chúng ta... Phạm Trần Hân ngẩng đầu nhìn vậy vô biên vô tận hắc long, tự lẩm bẩm, giọng gần như tuyệt vọng. Mà Khương Việt Tuyết Lan cũng là thật lâu không cách nào lời nói, nàng tựa như bị rút sạch toàn thân khí lực, trong mắt đờ đẫn. Cho dù các nàng không cùng những quái vật này chiến đấu mà bị hao hết khí lực, đối mặt này cùng ngút trời oai hắc long, thì như thế nào phản kháng? Hiện tại quảng đường còn lại, chỉ có chờ chết một cái. Hắc long dương ra nuốt phệ thiên đất miệng lớn. Từ hư không quy tắc bên trong diễn hóa ra sương mù, tràn ngập trong này thất lạc chi địa. Mắt xem thì phải đem các nàng hai người hoàn toàn nuốt mất, đồng hóa thành hư vô một phần chia. Trong chớp mắt, một đạo chói mắt kiếm quang từ địa phương xa xôi xuyên phá tới đây, chiếu sáng chân trời ánh sáng. Hư vô này chi địa như vậy nhiều năm qua, lần đầu tiên hiện ra chói mắt thần quang, giống như thái dương vậy vô cùng chói mắt. Vậy tràn ngập ra hắc vụ. Lại rất miễn cưỡng bị như vậy kiếm quang cho cắt đứt, ở giữa thiên địa, vô số thần quang hóa là mảnh vỡ. Hắc long thế công bị ngăn cản đoạn, cùng hai nữ tới giữa lại hình thành một đạo ngăn cách hư không. Phạm Trần Hân khiếp sợ, thất thần chậm rãi quay đầu, bất ngờ nhìn thấy một đạo áo bào đen bóng người. Diệp thần! Nàng không khỏi hô lên. Khương Việt Tuyết Lan cũng quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Diệp thần. Hắn hơi ra vậy động trời một kiếm, cứu các nàng. Ngươi không có sao chứ? Diệp thần nhìn hướng mình chạy tới Phạm Trần Hân, trên mặt lộ ra một nụ cười. Phạm Trần Hân lắc đầu một cái, vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, Diệp thần chạy tới cứu bọn họ. Hoảng sợ phải, Diệp thần lại có thể có như vậy kinh thiên động địa thực lực. Xa so sánh với lần thi triển võ đạo còn kinh khủng hơn. Diệp thần, thân phận chân thực của ngươi rốt cuộc là ai? Tuyệt không phải là vô danh chốt như vậy đơn giản. Phạm Trần Hân sáng lòe lòe con ngươi nhìn hắn, tràn đầy trông đợi cùng thăm dò. Diệp thần đỡ chán cười khổ, đối phương là thái thượng thế giới người, thái thượng thế giới thế lực rắc rối phức tạp, nếu như nói ra mình luân hồi chi chủ thân phận, sợ rằng có một chút khả năng bị Vũ Hoàng Cổ Đế phát hiện. Đến lúc đó, bất kể là mình vẫn là bọn hắn tình cảnh, đều là cực kỳ nguy hiểm. Nhất là Khương Việt Tuyết Lan. Cô gái này từ vừa mới bắt đầu liền đối với thái độ mình lạnh lùng. Vô cùng có thể vì bản thân tư lợi, hướng Vũ Hoàng Cổ Đế báo cáo một chút rơi. Cùng giải quyết tên này nói sau được không? Từ đầu đến cuối, Diệp Thần cũng không có cùng Khương Việt Tuyết Lan nói một câu. Hắn tới mục đích, thà không liên quan. Lá chìm nổi tại ở giữa thiên địa, đỉnh đầu là thâm trầm hư không, còn hắn thì nâng lên con ngươi, nhìn khi đó không chỗ sâu. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Diệp Thần mang kiếm, theo vung tay lên. Vô cùng thần mặt trời quang chiếu rọi thiên địa, chảm phá vô căn cứ, cực hạn kiếm quang nháy mắt tức thì chạy về phía trời cao. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, từ vậy hư không chỗ sâu tản ra hắc long hư ảnh giờ phút này vậy lần nữa thức tỉnh. Nó miệng rồng gian ấp úng sôi trào, hắc vụ không ngừng ngưng tụ. Một khắc sau mưa như chút nước ra, bàng bạc hùng vĩ, đem thiên địa này toàn bộ che giấu. Lần này, hắc long ấp úng hắc vụ chiếm thượng phong. Trong đó giống như hội tụ mọi thứ tinh thần, ào ào, uy lực vô cùng. Chỉ bất quá ngôi sao kia màu sắc đều là hắc hóa đi qua, vô tận hoang vũ khí tràn ngập ra, phải đem thiên địa này đánh cho mảnh vỡ. Khương Việt Tuyết Lan cùng Phạm Trần Hân thực lực bất quá ở trăm gia cảnh hậu kỳ, cả ngày quân ngưỡng cửa cũng không có chạm tới. Lúc này thấy như vậy thiên địa dị tượng, thậm chí có chút hối hận tới chỗ này. Chủ nhân! Ta thật giống như có thể cảm ứng được vậy cái hắc long sau lưng có bầu trời long hồn hơi thở. Huyết long thanh âm đột nhiên tới giữa truyền ra, nhắc nhở Diệp thần.
Xác định sao? 10 phần xác định. Được. Diệp Thần trong mắt tóe ra lấp lánh chói lọi, hắn muốn tìm chính là trời không long hồn nơi tới. Hiện tại nếu đã có chân mày, vậy thì thi triển toàn lực, phá vỡ cấm chế. Một vòng mặt trời lực lượng mà lại ở dừng bước nửa đường không tiến lên, cùng màu đen kia sương mù dày đặc hòa làm một thể, sau đó bị tàn bạo khổng lồ hắc long hấp thu hầu như không còn. Bất quá lúc này Diệp Thần nhưng là nhắm hai mắt lại, tim như chỉ thủy. Hắn nếu lại lần thi triển ra chỉ thủy nhất kiếm. Ở nơi này thất lạc thời không chỉ thủy nhất kiếm có thể được trình độ lớn nhất cường hóa. Cũng may thất lạc thời không quá mức phức tạp, người bất kỳ đều không cách nào cảm giác cái này bên trong sự tình phát sinh, Vũ Hoàng cổ đế cũng không cách nào phát hiện. Bất quá thất lạc thời không bên trong cũng như này kỳ hiệu, nhưng thất lạc thời không vòng ngoài nếu như thi triển, Vũ Hoàng cổ đế nếu như tỉ mỉ cảm giác, tất nhiên sẽ phát hiện một ít thứ. Thất lạc thời không bản thân liền không quy tắc trói buộc, hư không, hoang vu, thậm chí tiếp cận với không không. Không không lúc nào không tự thành một đạo, là làm cho này thế gian nhất là chí cao vô thượng quy luật. Ở bên trong thế giới hiện thật, chỉ thủy nhất kiếm có thể nghịch chuyển càn khôn, điên đảo thực tế, xuyên phá tất cả quy tắc. Tới không không lúc nào không bên trong, thậm chí có thể lật đổ cái này thế gian tất cả đại lộ. Diệp Thần bề mặt bộc phát ra vô cùng vô tận hơi thở nóng bỏng, đi đôi với một tiếng gầm nhẹ, bay lên, xa xa không có ngừng tình thế. Một đạo đáng sợ hơi thở không biết chuyển kiếp nhiều ít năm ánh sáng, hạ xuống nơi đây, liền vậy hắc long con người cũng lớn là chấn động. Càn khôn ở trong chỗ này diễn hóa, thiên đạo làm văng tung tóe, Diệp Thần đem kiếm giơ lên trong nháy mắt kia, tựa như trở thành giữa trời đất nhất là chí cao vô thượng nắm giữ. Kinh người lực lượng đản sanh vu hư không, tiêu tán ở giữa thiên địa, liền thất lạc thời không cấm kỵ xiềng xích đều tựa như được cổ xưa bá chủ triệu hoán, rối rít quay đầu tụ vào tới Long Nguyên Thiên kiếm quanh thân, quanh quẩn trên đó, đem mũi rủi nhắm ngay hắc long. Hai nữ thấy một màn này, ánh mắt cũng trừng trực, chưa bao giờ lộ ra như vậy thất thố tướng. Nhất là Khương Việt Tuyết Lan, nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, con người rúc vào kim trạng, cũng không cách nào che giấu từ sâu trong nội tâm tản ra khiếp sợ. Cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ, thật là không thuộc về thế giới hiện thật, thậm chí không thuộc về thất lạc thời không. Nếu liền hai người này đều không cách nào chứa, liền chỉ có một cái giải thích. Đó chính là ở giữa trời đất nhất là mờ ảo hư không, vô số cường giả làm truy đuổi cả đời trình độ cao nhất chi đạo, không không. Từ xưa đến nay, tựa hồ chỉ có Hồng Quân lão tổ một người đã từng chạm được không không cảnh giới đi. Liền liền võ tổ cũng bị trận ngoài cửa, Vũ Hoàng cổ đế lại là khổ tu không có kết quả. Trước mặt cái này tu vi ước chừng dừng lại ở thái chân cảnh con kiến hôi, lại lĩnh ngộ không không phương pháp. Đây là một kiện biết bao chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tên này rốt cuộc là ai? Diệp Thần mở ra hai tròng mắt lúc đó, chính là chỉ thủy nhất kiếm phát động một khắc. Không không chi đạo, chỉ thủy nhất kiếm. Hắn không buồn không vui, mặt không cảm giác, một kiếm chém ra, trung cực không không ảo diệu, đều là ẩn chứa ở nơi này thế gian không thể địch nổi một kiếm bên trong. Tâm như chỉ thủy, kiếm như thanh đàm, không nổi sóng gió, nhưng hết lần này tới lần khác ở đạt tới ở một chớp mắt kia, nghiền nát tất cả quy tắc cùng sinh linh. Giống như thái cổ cự thú vậy cường đại hắc long cũng ở đây dưới một kiếm này, hóa là bụi bặm, hoàn toàn mất đi. Vô tận hắc ám bị chỉ thủy nhất kiếm toàn bộ phá vỡ, giống như trước bình minh cuối cùng một tầng nửa đêm. Vì vậy, ở nơi này thất lạc thời không trong đó, mọi người xa xa không có thể tưởng tượng quang minh, khuynh tiết ra, lại còn mang theo nhàn nhạt ấm áp. Ở đó sáng chói cuồn cuộn quang minh bên trong, một tòa hùng vĩ hào hùng cung điện như ẩn như hiện, hắn trôi lơ lửng ở vân tiêu tới giữa, trên thông thiên đình, hạ đạt địa ngục, chúng sanh tam giới cũng bao hàm trong đó. Mà vậy cung điện cửa, chính là có hai cái hư không cự long bàn lượn quanh mà thành, uy phong lẫm lẫm, giống như diệt thế cảnh. Hai cái này cự long hạ xuống thái thượng thế giới, chính là thiên quân, tồn tại cấp bậc lão tổ. Liền vung đuôi, là được quất bể tinh thần, một tiếng giống giận, là được để cho mênh mông sôi trào. Khương Việt Tuyết Lan cảm nhận được liền ngày trước môn thần long ẩn chứa vô tận oai rồng, nhất thời đổi được kích động không thôi. Nơi này hẳn chính là trong truyền thuyết thần bầu trời long cổ dinh, là thần bầu trời long đi tới thất lạc thời không sau đó kiến tạo cung điện. Mà vậy tồn tại ở Hồng Quân trong truyền thuyết bầu trời long hồn, vậy ở trong đó.
Khương Việt Tuyết Lan sắc mặt đỏ ửng, lộ vẻ được khá là kích động. Bầu trời Long Hồn là tất cả cửu Long Thần Điện người trong Trung Cực hướng tới. Nếu là có thể lấy được vật này, liền có thể hiểu thấu đáo rồng thần nhất tộc Trung Cực bí ẩn, trở thành vậy thái thượng thế giới đỉnh cấp thiên tài. Phạm Trần Hân giờ phút này vậy lộ vẻ được thần thái sáng láng, hưng phấn không thôi. Bất quá vậy hai con thần long ánh mắt trực tiếp coi thường hai nữ, rơi vào Diệp Thần trên mình. Thiên môn, có thể mở. Cuồn cuộn tiếng rồng ngâm chậm rãi vang lên, kèm theo mà đến là một tòa cổ xưa môn hộ, dần dần mở ra, cổ xưa bao la khí cơ, nhất thời đập vào mặt. Diệp Thần tinh thần phấn chấn, bước đi vào trong đó. Hai nữ vui ra mong ngoài cửa, đi theo hắn bước chân. Nhưng mà còn chưa có tới cửa, liền bị một cổ lực lượng vô hình chắn. Các ngươi hai người, huyết mạch quá thấp, không cách nào tiến vào. Lạnh nhạt long âm, không mang theo bất kỳ cảm tình. Hai nữ sắc mặt bá một tí liền biến. Phạm Trần Hân ngoan ngoãn lui ra, nhưng Khương Việt Tuyết Lan còn không hết hy vọng, suy nghĩ cứng rắn xông vào. Một đạo kim quang như sấm vậy hoảng sợ hạ xuống, bổ trúng thân hình của nàng, nhất thời, Khương Việt Tuyết Lan gặp phải tổn thương nặng. Sư tỷ, Phạm Trần Hân bận bịu kêu một tiếng, qua đỡ nàng. Tiến vào bên trong cửa Diệp Thần, quay đầu nhìn lại suy tư chốc lát, sau đó đối Phạm Trần Hân truyền âm nói, như vô sự mà nói, có thể ở chỗ này chờ ta đi ra, có lẽ ta có thể mang ra khỏi ít thứ cho ngươi, còn nữa, không cần nói cho sư tỷ của ngươi. Bởi vì là truyền âm, chỉ có thể Phạm Trần Hân một người nghe được. Phạm Trần Hân người không ngốc, tự nhiên có thể nghe ra Diệp Thần trong lời nói ý, nàng gật đầu một cái, cười xinh đẹp một tiếng. Vào giờ phút này, cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, Diệp Thần thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa lấy được Thiên Long Cung Điện đồng ý, huyết mạch thuần độ xa không các nàng có thể so với. Trí nhớ chỗ sâu, lau một cái hỗn độn khí, bỗng nhiên cuộn sạch, như mây sương mù sơ khai. Lần đầu gặp trăng sáng. Thần bầu trời long tàn ảnh tựa như vậy gặp được một cái còn để lại hình ảnh, trong mắt trong đó lưu lại khiếp sợ, nhìn về phía Diệp Thần lúc đó, chính là lộ vẻ được có chút quái dị. Diệp Thần vậy thật là tò mò, tên này kết quả gặp được cái gì? Người luân hồi chi đạo, ở thế giới hỗn độn sơ khai lúc cũng đã thành hình, hơn nữa năm đó lão tổ ở vượt qua thế giới hiện thật cùng hư vô trở ngại trước, liền cùng ta bản thể đề cập tới một câu luân hồi. Thần bầu trời long hư ảnh, lâm vào suy tư trong đó. Diệp Thần nghe xong nội tâm rất chấn động, Hồng Quân lão tổ là ai? Đây chính là khai sáng nhất phái cao nhất chi đạo tuyệt đối tông sư, từ cổ chí kim lớn thứ nhất đế. Như Vũ Hoàng cổ đế là một đầu sư tử được mà nói, vậy Hồng Quân lão tổ chính là cái này thiên đạo. Hắn không chỉ có đạt tới thế giới hiện thật võ lực đỉnh cấp, hơn nữa còn tìm hiểu vô số đại lộ cùng thiên cơ. Để lại một loạt để cho hậu nhân là điên cuồng đuổi theo chư thiên chí bảo. Thành tựu như vậy, có thể nói khoáng cổ thước kim. Hơn nữa Hồng Quân lão tổ đến nay chết hay sống, không người biết. Năm đó hắn biến dạng hư không đi, bước ra cái này thực tế thế giới, không biết cuối cùng hướng đi như thế nào. Mà cách trước khi đi, hắn lại hướng bầu trời rồng thần nói tới qua mình, hoặc giả nói là nói tới qua luân hồi chi chủ, chẳng lẽ là đang ám chỉ cái gì nhân quả? Chẳng lẽ nói kể từ lúc đó dậy, Hồng Quân lão tổ đã ý thức được liền cái gì không? Ta cũng không biết lão tổ lưu lại bí mật là cái gì, hết thảy các thứ này có lẽ phải dựa vào chính ngươi đi khám phá. Thần bầu trời long tàn ảnh quay đầu, nhìn về trên vách động những cái kia loang lổ khắc họa, hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào trong đó. Diệp Thần trước mắt nhất thời đổi được rộng rãi vô cùng, một con thần long ngao du thiên địa tới giữa, thi triển vô thượng thần thông, xem thân hình. Là như vậy tùy ý cùng hời hợt. Vụng về sần sùi bích họa giờ phút này tựa như cũng sống lại vậy, không ngừng diễn hóa trước thần bầu trời long lực lượng phương pháp. Diệp Thần càng xem, ánh mắt càng sáng, bởi vì hắn từ trong ngộ được một chút trước đó chưa từng có thoải mái, hắn phía trên đỉnh đầu có một nơi huyết quang từ thiên lên, quanh quẩn tại cung điện lên, xuống một khắc như côn bằng phù diêu, thần thú dương cánh, bàng bạc rộng lớn lực lượng tràn ngập ở giữa thiên địa. Trong mơ hồ, lại đưa tới tinh không đồng tình, lại là có ngân hà biến ảo thành lao nhanh qua nước lũ, điềm lành phơi bày, vô cùng lộng lẫy. Vậy thần bầu trời long hồn phách ngừng ở Diệp Thần trước mặt. Ta là bầu trời nắm giữ, cái này 9 tầng trời bay lượn phương pháp, là ta độc chế thân bước, năm đó ta đi theo ở lão tổ tọa hạ, cũng lĩnh ngộ một chút 33 thiên thái thượng lực lượng,
đem ẩn chứa trong đó, có thể phá cái này thế gian tuyệt đại đa số theo dõi phương pháp. Ngươi, có thể tu. Thần bầu trời long tàn ảnh, nói xong câu này nói sau đó, lúc này dần dần tiêu tán. Diệp thần đứng tại chỗ, yên lặng không nhúc nhích, hành động này cũng là ở kính chào thiên không chi vương. Cùng vậy đạo tàn ảnh hoàn toàn tiêu tán sau đó, Diệp thần mới lên đường đi tới hạt châu kia trước mặt, đem gỡ xuống. Mênh mông vô tận thần lực rồng từ trong sông ra, giống như là đợt sóng vậy vỗ vào ở Diệp thần ý thức trong đó, một lần lại một lần tẩy hắn linh hồn. Một cái hơi thở xa xưa rồng thần, chiếm cứ ở Diệp thần chỗ sâu trong óc. Chín tầng trời bay lượn phương pháp. Diệp thần tự lẩm bẩm, dưới chân sử xuất thân pháp này, một cái cất bước chính là ngàn dặm xa, đạp hờ tinh không, không cần dùng tới phân nửa khí hải lực. Hắn lâm vào trạng thái tu luyện, thần bầu trời long nơi lưu lại đồ, hàm chứa đạo nghĩa thân pháp quy tắc, cực kỳ huyền diệu, cho dù là hắn thu được rồng thần đồng ý, cũng cần cảm ngộ đạo uẩn, khám phá quy tắc. Mà ở nơi này rồng thần bay lượn lúc đó, hắn biết đồ tựa hồ vậy càng ngày càng nhiều. Vậy rồng thần hư ảnh ở hắn đầu óc bên trong, xuyên tới xuyên lui, xen lẫn thành một bộ bức họa mặt, đó là thời kỳ viễn cổ thần bầu trời long lưu lại một ít chân quý hình ảnh. Trừ ra cái thời đại kia cường giả đứng đầu bên ngoài, những người khác căn bản cũng chưa có gặp qua. Diệp thần thân thể đột nhiên chấn động một cái, bởi vì hắn phát hiện một bộ hư ảnh hình ảnh toát ra hơi thở, lại là cùng thiên đạo tướng phù hợp, im hơi lặng tiếng, nhưng lại vô cùng cường đại. Diệp thần từ trong tựa hồ phát giác một phần quen thuộc hơi thở, nhiều lần nhớ lại, là được xác nhận. Lại là thiên lý. Hư không đại lộ mênh mông. Hơn nữa vậy đoàn ý thức cũng không có hình thể, chỉ có ý chí đang sáng lên. Giống vậy quen thuộc hơi thở, Diệp thần ở thế giới hiện thật thiên lý trên mình từng nhận ra được. Duy nhất không cùng là, thế giới hiện thật thiên lý là không có hình thể, vô hình không có thế, dung vào đại lộ quy tắc, xem trong nước lục bình, không có dễ mộc. Trước mặt thiên không chi vương, trong thân thể hàm chứa thiên lý ý, nhưng là lại có cụ tượng hóa tồn tại. Diệp thần coi như là biết. Bầu trời này long hồn chính là đời trước thiên lý. Cùng hiện tại vô hình vô trạng thiên lý có trên căn bản khác biệt. Mà hắn nơi lưu lại một món rồng thần hình thái, có lẽ chính là bây giờ thiên lý nhất đồ mong muốn. Có cụ thể hình thái hiện đảm nhiệm, thiên lý mới có thể phá một ít vô hình giam cầm, có theo dõi không không cơ hội. Bất quá năm đó Hồng Quân lão tổ, ngoài mặt vẽ tranh, mưu toan lấy này bước vào không không, thành công hay không, mọi người không biết được. Nhưng ngồi xuống tứ đại thần thú nhưng là toàn bộ chết. Thần bầu trời long cũng không ngoại lệ, đến nay mới ngưng chỉ để lại một món tàn hồn, còn có một tòa mờ ảo long cung. Còn như vậy chiếm đoạt vương, chắc là bằng vào chiếm đoạt phép tắc lực lượng lần nữa sống lại, nhưng úy thủ úy cước, cũng không phải là những cường giả khác nhất hợp chi địch. Chủ nhân, ta cảm giác được bầu trời này rồng thần hồn phách đối với ta có cực lớn tư bổ tác dụng, nếu là có thể đem chiếm đoạt. Sợ rằng ta thực lực có thể tiến thêm một bước. Lưu lại ở Long Uyên Thiên Kiếm ở giữa huyết long, lúc này đầy mắt đều là khát vọng. Diệp thần trần chờ chốc lát, sau đó gật đầu một cái. Huyết long là hắn đời này lá bài tẩy cùng nội tình một trong, đúng là có hắn hết sức tương trợ, hắn mới có thể từng bước một đi tới hôm nay. Huyết long mạnh, hắn vậy càng ngày sẽ càng mạnh. Diệp thần nhắm hai mắt lại, ý thức như sóng biển dâng lộ ra. Tìm được vậy thần bầu trời long vô ý thức tàn hồn. Huyết long linh phách chia lìa bản thể, hoàn toàn từ Long Uyên Thiên Kiếm đi ra ngoài, đi tới xa như vậy không bên trên, thần bầu trời long hồn phách bên cạnh. Hôm nay, cái này hào hùng lực lượng đó là thuộc về hắn. Huyết long dương ra miệng to, giống như cá voi hút nước như vậy mũi nhọn sắc bén. Huyết long thần hồn lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cực độ bạo tăng. Nếu như có thể đem bầu trời long hồn lực lượng luyện hóa, huyết long là được sinh ra bước kế tiếp lột xác. Có lẽ còn có cơ hội trở thành một đời mới thiên lý, thay thế bây giờ thiên lý, trông coi hình phạt, chấp chưởng thiên cơ vạn đạo, trở thành hùng cứ bá chủ một phương cấp tồn tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp thần ở nơi này rồng thần cung điện bên trong không cảm giác được. Vậy thần bầu trời long hư ảnh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Mà huyết long vậy hoàn thành hấp thu cùng dung luyện, mở ra hai tròng mắt ở một chớp mắt kia, rồng khổng lồ mắt lại có hai cổ to lớn lực lượng lẫn nhau giao hội, tóe ra sáng chói cực kỳ thần quang. Huyết long thực lực lần nữa xông lên một cái nấc thang, nếu như nói trước khi trong cơ thể nó long quy tắc còn có nơi không lành lặn,
hiện tại cũng đã là gần như vô địch. Viên mãn long đạo khí vận đối với một con thần long mà nói có thể gặp không thể cầu, ngàn vạn năm tới, chỉ có le que đếm con thần long thành công qua. Thiên không chi vương chính là một, nó đi theo Hồng Quân lão tổ, độc bộ thiên hạ, vạn cổ vô địch, thậm chí còn là đệ nhất thiên lý, thành tựu như vậy, ở long tộc trong đó có thể nói là chưa từng có ai. Mà hiện tại, người tới đã tới. Huyết long thực lực chợt tăng, đã trở thành Diệp Thần kiên định cánh tay phải cánh tay trái, nếu như Diệp Thần tương lai thật chấp trưởng lục đạo luân hồi, vậy huyết long vậy sẽ sau đó được lợi, huyết khí mãnh liệt trình độ đem sẽ có được vô cùng vô tận dâng lên. Đem bầu trời này rồng thần tàn hồn sau khi cắn nuốt, toàn bộ long cung cũng trở nên có chút hỗn loạn. Xem ra được đi. Hắn nhanh chóng di động, rời đi chỗ tòa này sắp đóng long cung điện, nhìn uy vũ cửa hoàn toàn đóng lại, sau đó dần dần không nhìn thấy ở trong hư không, vậy chẳng biết đi đâu phương nào. Có lẽ đến khi nhiệm kỳ kế chủ nhân lúc xuất hiện, cung điện mới sẽ lần nữa mở ra, hoặc giả rất nhiều vĩnh viễn cũng sẽ không mở ra, một mực ở hư không trong đó chìm nổi. Phạm Hân Trần đã chờ đợi không ngắn thời gian, Khương Việt Tuyết Lan nhưng lộ vẻ được có chút không nhịn được, hơn lần thúc giục nàng rời đi. Ai ngờ Phạm Hân Trần nhưng là lắc đầu một cái, cười cự tuyệt. Khương Việt Tuyết Lan vốn là dự định mình rời đi, nhưng quỷ thần xui khiến lưu lại. Nàng ngược lại muốn xem Phạm Hân Trần rốt cuộc muốn làm gì. Hai người ngồi xếp bằng tĩnh tọa, ở hư vô này thất lạc thời không bên trong, không cảm giác được thời gian trôi qua. Rốt cuộc, vậy rồng thần cung điện sinh ra không nhỏ dị động, lại trực tiếp tắt, mà không lâu, một đạo tiêu sái bóng người vậy bước ra, đi tới Phạm Hân Trần trước mặt. Ngươi thành công không? Phạm Hân Trần nháy mắt to, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Diệp Thần mỉm cười gật đầu một cái, coi như là có thu hoạch. Khương Việt Tuyết Lan chính là sợ ngây người, bầu trời long hồn, đây chính là triều đại tới nay vô số cửu long thần điện người hướng tới thần vật. Lại bị một cái hạ giới tiểu tử chưa ráo máu đầu tùy tiện lấy. Thật là lợi hại, phải biết chúng ta cửu long thần điện triều đại tổ tiên tới thất lạc thời không, cũng không từng thấy qua Long Châu. Cứu kỳ căn bản, cùng thực lực không liên quan, mà là cùng khí vận còn có thiên phú có liên quan. Phạm Hân Trần đối với Diệp Thần, là đánh từ con tim bội phục. Ta cũng không có lấy được hoàn chỉnh bầu trời long hồn, chỉ là đạt được cái này một món long khí mà thôi. Nhưng là đối với ta mà nói đã vậy là đủ rồi. Diệp Thần cười nói, hắn nói cái nho nhỏ láo. Rồi sau đó đi tới Phạm Hân Trần trước người, khoảng cách nàng bất quá chỉ một cái xa, rồi sau đó mượn thân hình ngăn che, nắm Phạm Hân Trần tay nhỏ bé. Phạm Hân Trần có chút sững sờ, tạm thời tới giữa không biết hắn muốn làm gì. Đợi đừng động, ta đem một món long khí truyền cho ngươi, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Từ phía sau xem. Cái này hai người thật giống như ôm nhau, ngọt tình mật ý. Cho dù là biết Diệp Thần hành động này là vì che người tai mắt, có thể Phạm Hân Trần khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là không nhịn được đỏ. Nàng đánh giá Diệp Thần vậy tuấn tú gương mặt, một hồi thiếu nữ ngượng ngùng xông lên đầu. Đó là nàng ở Cửu Long Thần Điện lâu dài tới nay, cũng không từng xuất hiện qua ý niệm. Cảm ơn ngươi, Phạm Hân Trần nhỏ giọng nói. Không cần cảm ơn, nhớ bảo thủ bí mật. Diệp Thần cười một tiếng, buông lỏng tay. Phạm Hân Trần chỉ cảm thấy được, có một chút dòng nước ấm từ bàn tay tụ vào mình trong kinh mạch, sau đó liền giống như là nổ lên như vậy, một cái gầm thét rồng thần ở nàng ngũ tạng lục phủ trong đó tiến hành qua lại, thẳng tới linh hồn chỗ sâu. Cái này bất ngờ chính là, cao nhất rồng thần lực lượng. Diệp Thần thực hiện hắn cho Phạm Hân Trần cam kết, phân ra một chút bầu trời long hồn, giúp nàng tiến hành luyện hóa, quãng đường còn lại nên đi như thế nào. Vậy thì xem chính nàng. Sau đó Diệp Thần thà tạm biệt, ở hắn lưu luyến không thôi ánh mắt trong đó, rời đi nơi này. Có bầu trời long hồn chỉ dẫn, tìm thất lạc thời không đường xá, liền lộ vẻ được đơn sơ rất nhiều. Cùng lúc đó, ở đó thất lạc thời không bên bờ, có mấy người bóng người lần lượt xuất hiện, bất ngờ chính là Nhâm Phi Phàm, thân độ uyển nhi các người. Tình huống của các ngươi như thế nào? Nhâm Phi Phàm dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Hắn thực lực quá mức mạnh mẽ, đã đạt đến chỉ một cái diệt mặc ngôi sao bước, cho nên bị quy tắc hạn chế vậy tương đối nhiều. Nếu là không có hải đăng chỉ dẫn, thất lạc thời không cảm bẫy liền sẽ như nước thủy triều vậy đem bao vây, cuồn cuộn không ngừng, liên miên không ngừng. Đây là thất lạc thời không quy tắc, người bất kỳ cũng không thể khinh thường.
thân Đỗ Uyển Nhi cùng Già Thiên Ma Đế đều là lắc đầu một cái, bọn họ vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng, tiến vào trong đó thăm dò đầu mối. Nhưng là trước không nói hư vô này quy tắc trói buộc, thất lạc thời không bản thân liền ở vào vô biên vô tận hỗn độn trong đó, không có hải đăng phụ trợ, căn bản không cách nào tìm được một người hành tung. Một bên khác, Vĩnh Hằng Thánh Vương cùng Tiêu Thủy Hàn cũng là không công mà về. Bọn họ từ Vĩnh Hằng hư không trở lại lúc đó, liền biết được Diệp Thần chiến bại, hơn nữa rơi vào thất lạc thời không tin tức, vì vậy liền lập tức chạy tới. Chẳng lẽ, thật không tìm được sao? Thân Đỗ Uyển Nhi thấp giọng tự nói một câu, vẻ mặt hơi có vẻ thất lạc. Nàng từ thái thượng thế giới xuống, hơn nữa lợi dụng võ uy thiên kiếm lực lượng mở ra hư không cấm chế, như cũ không thu hoạch được gì. Già Thiên Ma Đế càng không cần phải nói, hắn ma đạo mặc dù tu luyện đến cao thâm cảnh, có thể nhưng không cách nào chống đỡ thất lạc thời không hư không lực. Mấy người cũng cảm nhận được liền một hồi sâu đậm cảm giác vô lực. Đi về trước đi, sau đó sẽ làm thảo luận kỹ hơn. Nhâm Phi Phàm mở miệng nói, từ hắn vẻ mặt không nhìn ra ba động tâm tình. Đang chuẩn bị đi, có thể bỗng nhiên tới giữa, hắn tựa hồ cảm nhận được liền cái gì, quay đầu hướng thất lạc thời không nhìn. Nhâm tiền bối, ngươi là phát hiện cái gì sao? Thân Đỗ Uyển Nhi nhanh chóng hỏi. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, chợt ánh mắt đổi được thâm thúy. Có lẽ chúng ta không cần lại tiến vào trong đó, vậy tiểu tử vẫn còn sống, nói không chừng còn từ thất lạc thời không trong đó lấy được một phần cơ duyên. Nghe vậy, mọi người thần sắc rối rít làm động một cái, đồng thời vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu Nhâm Phi Phàm đã mở miệng xác nhận, vậy bọn họ vậy không có gì hay lo lắng. Ta cũng biết, sư phụ khẳng định không chết dễ dàng như vậy. Tiêu Thủy Hàn mặt tươi cười, mở miệng nói. Vĩnh Hằng Thánh Vương thu được Vĩnh Hằng thần mạch huyết mạch truyền thừa, vì vậy vậy có nhìn thấu hư vọng lực lượng, hắn sâu đậm hướng thất lạc thời không nhìn sang, trong mắt có hỗn độn khí tức phun trào. Hắn hẳn không nguy hiểm đến tánh mạng, tiếp theo chúng ta có lẽ có thể đi địa tâm vực. Vĩnh Hằng Thánh Vương nói như vậy. Thân Đỗ Uyển Nhi tâm tư lưu chuyển. Lúc này đặt câu hỏi, ý ngươi là nói hắn sẽ đi tìm Hồng Thiên Kinh báo thù. Vĩnh Hằng Thánh Vương cười nhạt. Thân Đỗ Uyển Nhi trong mắt ánh sáng càng ngày càng hừng hực, nàng cũng biết, Diệp Thần tuyệt sẽ không dễ dàng đầu hàng. Luân hồi chi chủ trong tự điển, Vĩnh không có khuất phục hai chữ. Hai chữ. Cùng lúc đó, thất lạc thời không vòng ngoài. Nhân tộc liên minh đại hội rốt cuộc vẫn phải tới. Thiên Tuyết Tâm xuất lĩnh toàn bộ thiên cung thần giáo toàn bộ cường giả. Đi Lâm Thiên Thành bên ngoài Phong Lâm Đài, tham dự liên minh đại hội. Một đạo tinh mang thoáng qua thiên cung thần giáo cấm trên đất trống, trên bầu trời bảy màu tường vân phân tới, mặt trời ánh sáng xuyên thấu qua đám mây vẩy chiếu xuống thần huy, chiếu sáng tại thiên cung thần giáo. Cái này cổ hơi thở, là thật chi sư tỷ xuất quan. Tuyệt đối không sai được, đợi đến hành động này trưởng giáo tự đại sẽ trở về, ta thiên cung thần giáo tất cử tông cửa lực đạp bằng yêu vực. Thật chi sư tỷ giờ phút này xuất quan, nhất định là như hổ thêm cánh. Ngô Ngọc Chi xuất quan sau đó, cũng là trước tiên biết tình huống cặn kẽ, thiếu nữ hai tròng mắt thoáng qua một chút ưu dung, nếu trong môn trưởng lão đều không ở đây, thiên cung thần giáo tạm thời ta tới thống soái. Truyền lệnh xuống, Phong Sơn. Thiên cung chi địa trong Lâm Thiên Thành, trên đường phố hàng rong đều là hỷ văn vui gặp. Nghe nói không, các tu giả hội họp lớn muốn ở Phong Lâm Đài cử hành. Nghe nói các đại năng lưu lại một chút thần khí, nghìn năm không tiêu tan, cùng đại hội vừa kết thúc, chúng ta cũng đi Phong Lâm Đài xem một chút, có thể nghe một chút, chính là có thể phúc thọ duyên niên. Hai ba mặc quần thủng đáy đứa bé y nha học nói, trong miệng nhắc đi nhắc lại vậy là các đại nhân trong miệng nói chuyện say sưa liên minh đại hội. Ca ca, ta cũng muốn đi, một cái ghim bím tóc chót vót mà, ăn mặc yếm đỏ bé gái kéo chàng trai tay, mặc dù không rõ. Nhưng những đại nhân hướng tới địa phương, cũng là làm bọn nhỏ say mê. Đỏ rực lá phong bay múa đầy trời, liền vậy thần cây phong thân thể, trên đó đều là đỏ tươi đường vân có thể nghe rõ ràng. Một cước đạp, đầy đất mềm mại truyền tới, một cái quanh co tới đỉnh đường mòn bên trên, người lui tới nhóm nhưng là tất cả đều thấp nghi, không đi ngước mắt mong cái này đầy cây phong đỏ. Một bộ váy trắng vạt áo lay động, ở nơi này trước mắt đỏ tươi trong thế giới. Tô điểm liền duy nhất lau một cái lượng sắc. Nàng cảm giác được cái gì, mắt đẹp ngưng mắt nhìn một phương hướng, đó là thất lạc thời không phương hướng, lẩm bẩm nói, thất lạc thời không phát sinh cái gì. Vì sao có như thế kinh khủng chập chờn? Kỳ quái,
ta trong lòng lại cảm giác cái đợt này động và vậy tiểu tử có liên quan. Thiên Tuyết Tâm lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng nếu tiến vào thất lạc thời không, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trưởng giáo, cái này liên minh đại hội thật đúng là biết chọn địa phương, cái này lá phong đài, nhưng mà Lâm Thiên Thành bên ngoài thời tiết này nơi đẹp nhất, trước kia tổng còn nhắc đi nhắc lại muốn phải xuống núi tới xem, lần này tốt lắm. Một bên Tiêu Hân giống như là tò mò bảo bảo vậy, chừng nhìn xem, liền liền vậy trên thần phong lau một cái đường vân, đều là chưa từng thả qua. Ồ, cái này thần cây phong, lúc đầu là như vậy. Ngay tại Tiêu Hân kinh ngạc lúc đó, Thiên Tuyết Tâm sau lưng một tên kiếm tu cũng là lau một cái khí cơ tiết ra ngoài, dẫn được ở chỗ này trên đường người ngoài liếc mắt. Tiêu Hân cũng là bận bịu quay đầu, nhìn trước mặt nam tử lên tiếng nói, đại sư huynh, ngươi như vậy là... Vậy bị Tiêu Hân gọi là đại sư huynh nam tử cũng không có nhận Tiêu Hân vị này thiên cung thần giáo trẻ tuổi nhất trưởng lão mà nói, ngược lại thì nhìn thẳng Thiên Tuyết Tâm. Không sao, chỉ là vì liên minh đại hội bình thường khai triển thôi. Thiên Tuyết Tâm từ đặt chân cái này thần rừng phong một khắc kia, liền đã phát hiện nơi này chỗ bất đồng, mỗi một bụi cây trên thần phong, đỏ tươi đường vân đều là lõm vào thật sâu liền cao nhất đạo ý. Thậm chí cái này cao nhất đạo ý mơ hồ đến gần thất lạc thời không ở giữa lực lượng. Tiêu Hân, người bộ dáng như vậy, nào còn có trưởng lão phong độ, chúng ta hành động này là đại biểu thiên cung thần giáo. Một bên Nguyên Tu nhìn một bộ thiếu nữ vậy bộ dáng Tiêu Hân, cau mày trầm giọng nói. Tiêu Hân đương nhiên là nuốt không trôi một hớp này khí, lúc này liền là hồi oán hận, cái này hai người thanh âm, thành yên tĩnh rừng phong đường mòn tới giữa, duy nhất tiếng huyên náo. Thiên cung thần giáo các trưởng lão khác, tất cả đều là lắc đầu cười khổ. Trong bất chi bất giác, phong lâm tẫn đầu, một tòa bát ngát đình đài phơi bày ở trước mắt mọi người, tí ti năng lượng giật tán, cho người thần thanh khí sảng cảm giác, nhưng thiên cung thần giáo đám người, nhưng là cảm thấy khó chịu. Chỗ này, có đại trận gia trì, mắt xem đã tới đại hội sân, Tiêu Hân cũng là thu hồi bộ kia vui sướng dáng vẻ, nhìn bao phủ ở trên hư không năng lượng đại trận, nàng cũng không khỏi được cau mày. Một hồi thu gió mạnh thổi phất mà qua, muôn vàn đỏ rực lá phong theo gió dọn ra vũ, nhưng là ở đó trôi giạt xuống ngay tức thì hóa thành phấn vụn, đỏ tươi quang vũ chấm bỏ ra, bao phủ ở trận pháp xuống phong lâm đài, nhưng là không nhiễm một hạt bụi. Cùng cái này phiến đỏ tươi cánh rừng, hoàn toàn xa lạ. Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo, cung kính chờ đợi đã lâu. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Làm sao? Không hiểu còn tưởng rằng là ta thiên cung thần giáo đam lỡ thì giờ, mất lễ phép vậy. Thiên Tuyết Tâm cười nhạt, tỏ ý sau lưng thiên cung thần giáo rất nhiều trưởng lão dự thính, mà chính nàng, chính là đi về phía vậy độc thuộc về mình thần vị. Phong lâm đài trên chỉ có 8 tiệc bên trên, cái cuối cùng chỗ trống, cũng là có mình chủ nhân. Tuy nói Thiên Tuyết Tâm là thiên cung thần giáo mới lên siêu cấp cường giả, nhưng cái này ghế chót vị, nhưng cũng là tỏ rõ liền liên minh một ít vi diệu thái độ. Thiên Tuyết Tâm trưởng giáo, bưng phải là trẻ tuổi có lạ à, lệnh sư tôn nhưng mà bình yên. Giờ phút này không người ở lên tiếng đại hội bên trên, khàn khàn một tiếng hỏi phá vỡ yên lặng bầu không khí. Thiên Tuyết Tâm linh hoạt kỳ ảo vậy giọng cũng là mở miệng nói, gia sư bình yên, ta muốn so sánh với chư vị ở đây, còn muốn khang kiện, tối thiểu, có trí thượng kiên. Một vị ông già âm chắc chắc thanh âm nhẹ nhẹ mở miệng nói, tóc vàng nha đầu, người đây là đang châm biếm chúng ta các vị. Không chí. Ngày xưa vô không ở chỗ này, cũng không dám như vậy nói bừa. Một tiếng hừ lạnh, mắng Thiên Tuyết Tâm thanh âm bên tai không dứt. Lão này, chẳng lẽ là âm ma thánh điện một bên? Tiêu Hân đồng dạng là thành tựu mới lên thiên cung thần giáo trưởng lão, như vậy chiến trận đại hội, nàng cũng là lần đầu tiên tham gia, bên người Nguyên Tu mở miệng nói. Nói ngươi lý lịch còn thấp một chút cũng không khoa trương, bài tiệc trên màu máu trường bào nam tử. Chính là âm ma thánh điện thánh tổ, đừng xem dài một bộ trẻ tuổi khuôn mặt, trên thực tế là một lão bất tử. Cả người tu vi, ở chỗ này đương kim mạnh nhất, lại thần bí nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 345.